nó là sự nghiệp của mình. Thì thực sự là sản phẩm của Siri thì Thoa đã được dùng khi mà Thoa chưa biết, tôi chưa biết là có ở Việt Nam. Thế nhưng đến năm 2020 thì tôi mới có cơ duyên gặp được người đỡ đầu của mình. Và khi tìm hiểu về Siri, được người hướng dẫn chia sẻ về cơ hội Siri, về sơ đồ trả thưởng của Siri, thì tôi mới nhận thấy rằng đây thực sự là một cái cơ hội mà nó sẽ giúp tôi thực hiện những cái ước mơ của mình, mà bằng cái công việc bình thường của mình giảng dạy hàng ngày thì nó không giúp tôi thực hiện được những cái công việc đó. Và cái mà thực hiện những cái ước mơ của mình cụ thể nó như thế nào thì ngay sau đây dần dần các bạn sẽ được nghe các thủ lĩnh chia sẻ. Và bây giờ tôi xin chia sẻ thẳng vào cái cơ hội mà tôi được đón nhận và hôm nay tôi ngồi đây để chia sẻ với toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Và đây là một cái cơ hội mà được gọi nó là cơ hội làm chủ cuộc sống. Cả nhà có nhìn thấy màn hình của tôi share lên không ạ? Có thể giơ một ngón tay cái lên không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Cơ hội làm chủ cuộc sống này thì được đến từ tập đoàn Sullivan Venice, và tập đoàn được thành lập năm 1996 và có nhà máy tại vùng Siberia, trụ sở là Novosibirsk, Liên bang Nga. Và trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy đó là chủ tịch Tatiana Gorokhodskaya. Bà là một người thực sự rất là tài giỏi và nhân hậu. Năm 16 tuổi, bà đã ghi lên cái cánh cửa sổ nhà mình là tôi muốn làm, tôi sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và đến bây giờ thì bà đã và đang thực hiện được điều đó. Bên cạnh bà đó là giám đốc khoa học UNICEF. Ông là một trong những người mà biết tới 9 thứ tiếng. Nhờ một cái kiến thức hàn lâm vĩ đại như vậy, sâu sắc như vậy, cho nên tất cả các công trình khoa học của Siri thì đều được ông đồng với đồng nghiệp của mình sáng chế ra. Và đây là một doanh nghiệp lớn nhất về nước Nga, của doanh nghiệp lớn nhất của nước Nga về sản xuất các sản phẩm từ thảo dược. Và đến với Siri thì chắc chắn các bạn sẽ được nghe rất nhiều về cái triết lý Ơi, của tập sao mai đoàn. không chạy thoại? Đúng không cả nhà? Ô, thế à? Ừ, vẫn cứ hình cơ hội làm một chủ cuộc sống thôi. Ok. À chưa, vẫn cơ hội làm chủ cuộc sống. Ok, Anh ok rồi, đi xem màn ok hình rồi. à? Ok. Anh đang share cho em đấy, nói đi. Ừ. Ồ, bực mình nhỉ? Sao cứ đến lượt em nói màn hình nó lại không chạy? Mất. Đấy, được rồi. Đến với lại Siri thì các bạn, nếu như mà các bạn là người kinh doanh, các bạn sẽ được nghe đó là triết lý kinh doanh của tập đoàn. Triết lý kinh doanh của tập đoàn đó là thực sự Siri, thực sự sáng tạo và vì con người. Và như thế nào là thực sự Siri? Thực sự Siri là muốn nói đến cái vùng đất rất là rộng lớn của Siri. Nó lớn hơn cả Trung Quốc hoặc Mỹ và nó gấp tới 40 lần lãnh thổ Việt Nam. Thì khí hậu của Siri thì vô cùng khắc nghiệt. 9 tháng mùa đông nhiệt độ trung bình là 60 âm 60 độ C và chỉ có 3 tháng mùa hè thôi nhưng nhiệt độ cũng dễ dàng đạt tới mức đó là dương 40 độ C. Và Siri nó là khu vực sinh thái duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại và nó cũng là thành trì cuối cùng của thiên nhiên hoang dã. Ở đây có rừng taiga rất là rộng lớn và Siri có trữ lượng nước ngọt lớn nhất hành tinh, nó chiếm tới 30%. Với những cái yếu tố này thì sản phẩm của Siri đạt được 3 yếu tố đó là đất sạch, nước sạch và không khí sạch. Cùng với vùng nguyên liệu như thế này kết hợp với yếu tố thứ hai đó là thực sự khoa học. Thì thực sự khoa học đó là thể hiện cái tiềm lực khoa học của Siri. Siri có trung tâm khoa học sáng tạo riêng, có đội ngũ khoa học hàng đầu thế giới. Và trên màn hình thì các bạn nhìn thấy ba nhà khoa học rất là vĩ đại. Đây đều là các tiến sĩ y khoa, giáo sư Viện Hàn Lâm và tất cả các giáo sư này thì đều có những cái đầu sách riêng của mình và đặc biệt đấy là có những cái phát minh bản quyền về khoa học vi chất dinh dưỡng và nội sinh, và thứ hai đó là về lĩnh vực y học thích nghi và đặc biệt đó là cuốn sách nói về bản quyền trong lĩnh vực phòng ngừa và điều trị các chứng bệnh ung thư. Thì đây nó thể hiện những cái cơ bản nhất về cái tiềm lực khoa học. Và ở trên màn hình các bạn còn nhìn thấy có ba cái khu liên hợp sản xuất các sản phẩm với công nghệ cao từ thảo dược hoang dã tại vùng Siberia. Cái sở hữu cái tổ hợp hậu cần quốc tế hạng A này thì thực sự nó thể hiện cái đẳng cấp, cái chuyên môn hóa của Siberia rồi. Và cái triết lý thứ ba đó là vì cộng đồng. Vì cộng đồng, vì là sản phẩm Siri được lưu hành trên 70 quốc gia rồi và có 26 năm phát triển rất là thành công với hơn 300 sản phẩm. Đặc biệt nó vào được những đất nước khó tính nhất trên thế giới, ví dụ như là Đức và Mỹ, hai thị trường nó rất là khắt khe. Và năm 2013 thì sản phẩm của Siri có
mặt tại Việt Nam. Việt Nam rất là may mắn được coi là một quốc gia mà làm bàn đạp để phát triển ra thị trường châu Á. Vì thế khi chúng ta là người kinh doanh thì đây là một điều mà rất là thuận tiện, là cái cơ hội mà thực sự nghìn năm có một đối với lại chúng ta. Và ở Việt Nam thì chúng ta có hai văn phòng đại diện. Văn phòng thứ nhất ở Hà Nội là ở địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Và văn phòng thứ hai đó là 29 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hai văn phòng này các bạn đều có thể dễ dàng tìm được. Và vào Việt Nam thì Siri có đầy đủ các giấy tờ pháp lý, ví dụ như là giấy phép kinh doanh được Bộ Công Thương cấp. Và thứ hai đó là Cục Quản lý Chất lượng An toàn Thực phẩm Bộ Y tế kiểm nghiệm về cái chất lượng sản phẩm của Siri. Và đến với Siri từ cái nguồn gốc tới nguồn gốc cái vùng nguyên liệu rộng lớn như vậy, thì sản phẩm Siri có những cái gì để giúp cho chúng ta có cơ hội kinh doanh với Siri? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó là phần thế giới các sản phẩm độc đáo. Và để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm của vùng Siri, ngay sau đây Thoa xin mời lên đây một thủ lĩnh cao cấp đã có tới đồng hành với Siri năm nay là năm thứ 8 rồi. Và điều rất tuyệt vời đó cũng là người đỡ đầu của Thoa. Và khi mà Thoa biết anh thì cũng hoàn toàn là thị trường lạnh. Nhưng mà bởi vì Thoa nhìn thấy cả gia đình anh, hai vợ chồng cùng 14 người con sống ở thành phố Sài Gòn, một thành phố rất là đắt đỏ mà lại sống bằng hoàn toàn nguồn thu nhập từ Siri. Cái đấy là cái niềm tin đầu tiên để Thoa bước theo cái con đường sự nghiệp Siri để đạt được những cái mong muốn của mình. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, Thoa mời ngay lên đây thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly. Xin mời anh ạ. Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trên Zoom. Chúc tất cả chúng ta có một buổi tối thật tràn đầy năng lượng và tràn ngập niềm vui trong buổi tối rất ý nghĩa thế này. Bởi vì xin tất cả anh chị các bạn thì bạn Thoa vừa mới nói đến với Siri là một cơ hội làm chủ cuộc sống. Đó. Thì nó làm chủ từ gì? Từ sức khỏe, từ tài chính, từ tự do, từ an lạc, từ du lịch đi người khác trả tiền. Đó. Rất nhiều thứ để chúng ta có thể có một cuộc sống thực sự an lạc và đầy ý nghĩa. Nhưng mà tóm lại là Siri nó kinh doanh cái sản phẩm gì? Thì sau đây tôi xin thay mặt cho tất cả anh chị em làm chương trình đưa đến cho tất cả anh chị em và các bạn một cái thế giới gọi là thế giới các sản phẩm độc đáo của Siri. Thì chúng ta hãy để ý xem là những cái sản phẩm này nó có thực sự cần thiết cho người tiêu dùng hay không? Nó có thực sự kinh doanh được hay không? Thì xin thưa tất cả anh chị các bạn, thì Siri vào Việt Nam từ năm 2013 cho tới nay là 9 năm. Đó. Nó đang trên đà phát triển vận tốc phát triển vượt bậc. Thế thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái sản phẩm của nó là cái gì? Sản phẩm của Siri là cái gì mà làm thế nào đấy để trong vòng 9 năm qua đang phát triển với một tốc độ thần tốc? Thì xin thưa tất cả anh chị các bạn, thì sản phẩm của Siri nó đầu tiên chúng ta muốn nói về cái chương trình. Có rất nhiều sản phẩm, giống như bạn Thoa vừa nói, có khoảng 250 sản phẩm được lưu hành ở Việt Nam. Nhưng mà cái Siri đang cho lưu hành những sản phẩm được sử dụng cực kỳ hiệu quả theo chương trình bản quyền, đấy là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Và sau đây là tôi xin thưa tất cả anh chị và các bạn, chúng ta đến với những cái tổ hợp sản phẩm mà thông qua những cái tổ hợp này chúng ta biết được sản phẩm Siri nó cần thiết như thế nào. Trên màn hình chúng ta thấy là gì? Chúng ta đang phải đối mặt với cái cơn đại dịch, đó là đột quỵ và ung thư các anh chị. Thì trên màn hình của chúng ta là những cái tổ hợp để giúp chúng ta hỗ trợ điều trị hoặc là phòng ngừa những chứng bệnh vô cùng nguy hiểm này. Ví dụ như là Vitazec Mini, nó là một cái sản phẩm chống oxy hóa, làm cho trẻ hóa tế bào, đấy, làm cho tiêu diệt các tế bào ung thư và trẻ hóa các tế bào, làm cho tế bào chúng ta phát triển khỏe mạnh. Hoặc là cái sản phẩm gì, Omega 3 là cái sản phẩm có khả năng đào thải cholesterol, nó làm giảm độ nhớt của máu và giúp lưu thông máu tốt. Bên cạnh đấy có một cái loại trà vô cùng tuyệt vời và luôn luôn cháy hàng, bởi vì công dụng của nó thì tuyệt vời, bởi vì nó có thể đào thải độc tố đường ruột, nó có thể làm đánh tan mỡ nội tạng. Và rất nhiều các sản phẩm, ví dụ như bộ ba thanh lọc Novomin và Sorbenbulin, những cái sản phẩm này chúng ta sẽ gặp lại ở trong những cái tổ hợp sản phẩm tiếp theo, chúng ta hãy lưu ý. Và một cái sản phẩm nữa đây tôi vừa mới nhắc tới, đấy là một cái nó có tên là Novomin. Đây là sản phẩm quan trọng nhất trong việc phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư phát triển. Nó là một trong những giải pháp để cho
tất cả anh chị em chúng ta, những người dân trên toàn thế giới đang phải đối mặt với thảm họa hóa chất các anh chị. Bởi vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì 70% các chứng bệnh nó được nó do con đường ăn uống. Bởi vì chúng ta đang đối mặt với thảm họa hóa chất thì cái sản phẩm của Novomin trên màn hình của chúng ta là một cái sản phẩm nó vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là nó đạt được tới 3 bằng sáng chế các anh chị. Bên dưới sản phẩm lại có 3 bằng sáng chế. Và chúng ta nhìn trên cái lọ sản phẩm nó có cái hình ADN, bởi vì sản phẩm này nó có khả năng điều chỉnh, chỉnh sửa, cân chỉnh ADN, bởi vì nó ra đời dựa trên cái vụ nổ nguyên tử Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Đấy. Và cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm để điều chỉnh, để tiết chế, để giải quyết những cái hỗ trợ điều trị những vấn đề về ung thư. Nhưng mà sau này các nhà khoa học họ nhận thấy rằng nhân loại đang phải đối mặt với nguy cơ ung thư rất cao, nhưng không ai dùng thuốc để phòng ngừa cả. Thế cho nên họ điều chế, điều tiết cái sản phẩm này để cho nó trở thành thực phẩm chức năng để cho tất cả mọi người dân trên thế giới đều có thể sử dụng được. Với hơn 2.000 kiểm nghiệm lâm sàng trong hơn 23 năm, tính độc đáo của sản phẩm này là sản phẩm duy nhất có hai tác động. Một là bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Hai là tiêu diệt các tế bào xấu có hại trong cơ thể. Chúng ta lưu ý này. Nó vừa tiêu diệt được tế bào xấu nhưng đồng thời nó bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Chúng ta sẽ được tìm hiểu những cái sản phẩm tuyệt vời này ở trong những cái buổi chia sẻ chuyên sâu hơn về sản phẩm. Đó. Và tiếp theo, trên màn hình của chúng ta là gì? Tổ hợp sản phẩm điều chỉnh trọng lượng, dáng đẹp, eo thon với thể hình chắc khỏe. Thì xin thưa tất cả các anh chị các bạn, với những người đang có sự cố sức khỏe thì cái vấn đề điều chỉnh trọng lượng, dáng đẹp thì nhiều khi là chúng ta không để ý. Nhưng với những người đang khỏe mạnh thì đây là một vấn đề tuyệt vời các anh chị. Đây là cái một trong những cái nhu cầu cực cao của con người, bởi vì chúng ta thấy là phòng gym rất là nhiều. Đó, phòng tập gym, tập yoga, tức là họ có rất nhiều, ngoài xã hội kia có rất nhiều những cái dịch vụ, các sản phẩm để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Đấy. Và đặc biệt cần cho dáng đẹp, eo thon, đặc biệt là chị em phụ nữ. Vừa rồi tôi làm một cái chương trình ở Hậu Giang. Các bạn thấy là với phụ nữ là những người là luôn luôn mình muốn mình có một thân hình, thôi cũng chưa cần đẹp lắm nhưng mặc áo dài tốt là được rồi. Nhưng mà hiện tại có rất nhiều người phụ nữ không dám mặc áo dài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao thì chúng ta tự hiểu. Nhưng mà không riêng phụ nữ các chị. Đặc biệt là các anh chị em nam giới, là nhất là những bạn trẻ, luôn luôn mong muốn mình có một thân hình khỏe mạnh, một cơ bắp cuồn cuộn đó. Đấy. Thế thì đây là một trong những giải pháp để giúp tất cả những người có nhu cầu như vậy giải quyết được cái mong muốn của mình. Thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta có thể, mà nó là đang bán rất chạy các anh chị. Và bên cạnh đấy chúng ta có chương trình dành cho khớp xương chắc khỏe và mềm dẻo. Đương nhiên rồi, Việt Nam là một trong số rất nhiều nước trên thế giới đang mắc phải rất nhiều các triệu chứng về xương khớp. Và xin thưa với tất cả anh chị các bạn, trong gia đình tôi cũng có rất nhiều người bị xương khớp, nhưng sử dụng giải pháp Đông y Tây y nó cũng bớt một thời gian, nhưng nó lại bị lại. Thì đây là một giải pháp giúp cho chúng ta giải quyết tận gốc của vấn đề. Ví dụ, tôi lấy ví dụ một sản phẩm trong tổ hợp này thôi, đấy là Sorben Joy Comfort. Nó là một cái chất có khả năng thấm hút những cái tế bào xấu, những cái dịch xấu từ các ổ khớp, nó đẩy ra ngoài, để rồi nó làm sạch cái ổ khớp. Sau đó nó có những cái sản phẩm khác để giúp chúng ta, đúng không ạ, tái tạo lại cái sụn khớp của mình, tái tạo lại cái dịch nhầy ở các ổ khớp để làm cho khớp xương của chúng ta hoạt động tốt hơn, đặc biệt là với những người già, đúng không ạ? Đấy, và những người hoạt động thể thao ở cường độ cao thì đây là một tổ hợp rất là tuyệt vời. Và trên màn hình chúng ta là sức khỏe và sinh lý nam. Xin thưa, đây là một trong những cái thị trường ngách mà đang bán rất chạy các anh chị. Bởi vì là hiện tại với cái nhịp độ sống hiện tại, với cái môi trường sống hiện tại, thì sức khỏe của một người đàn ông không còn như xưa nữa. Với những người đàn ông thì chúng ta cảm nhận rất rõ điều này, đặc biệt là với những người phụ nữ cảm nhận rõ hơn rất nhiều các anh chị. Cho nên để bảo vệ hạnh phúc của gia đình thì đây là một tổ hợp sản phẩm
không thể thiếu, anh chị. Đó. Và đương nhiên rồi, có nam công tập đoàn chúng ta hết sức công bằng, có nam thì sẽ có nữ, bởi vì một nửa yêu thương của chúng ta cũng đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Có ai đó chỉ muốn rằng cái vóc dáng bên ngoài của mình, da tóc móng đẹp, nhưng cũng có người đang mong muốn rằng mình đến cái ngày đó, ngày nọ nó không bốc hỏa, hay là gì, mỗi một lần gần gũi với người bạn đời của mình không còn cảm giác khó chịu. Thì tất cả những vấn đề đấy nó đều được giải quyết bởi cái tổ hợp sản phẩm tuyệt vời này. Tôi lấy ví dụ một cái sản phẩm mà luôn luôn cháy hàng, đấy là Chronolon, một sản phẩm cân chỉnh nội tiết tố các anh chị. Đối với người phụ nữ, đặc biệt là với những người phụ nữ TMK, thì cái việc cân chỉnh lại nội tiết tố là cái yếu tố đặt lên hàng đầu. Bởi vì tất cả những vấn đề gọi, người ta gọi là gì, đẹp chưa chắc đã khỏe, nhưng khỏe chắc chắn đẹp. Đấy, thì đây là một tổ hợp giúp cho chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, sau đó nó thể hiện ra cái sắc đẹp bên ngoài chúng ta. Đương nhiên nó có một những cái sản phẩm nữa, nhưng bởi vì trong cái chương trình này thời gian có hạn, tôi không thể đi từng sản phẩm một cho tất cả anh chị các bạn được. Chúng ta sẽ có những buổi chia sẻ cụ thể sâu hơn sản phẩm. Đương nhiên rồi, có nam có nữ thì chắc chắn chúng ta sẽ có những đứa trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước nó. À, đâu đấy có rất nhiều cái trường hợp các anh chị lưu ý này, trẻ còi cọc biếng ăn, thậm chí là gì, càng nhà có điều kiện càng lười ăn các anh chị. Bởi vì sao, khi chúng con chúng ta lười ăn, chúng ta thấy hình ảnh là gì, mẹ thì cầm bát cơm, cầm thìa đút, bố thì gõ gõ mâm, gõ chậu, ông bà gõ mũ, tức là gì, cả nhà để tập trung cho nó ăn, nhưng mà nó vẫn không ăn các anh chị. Và rồi người làm một người cha người mẹ, một người ông người bà có trách nhiệm với con với cháu của mình, thì thường mua những đồ bổ về cho con cho cháu mình ăn, với cái mong muốn rằng nó ăn ít nhưng nó được ăn đồ bổ. Nhưng xin thưa, đấy là một cái suy nghĩ hết sức sai lầm, bởi vì tiêu hóa đã không tốt, càng đưa đồ bổ vào càng có hại cho con mình. Và chính bởi vì điều đó mà càng một thời gian dài ăn không được. Tôi xin phép lỗi tất cả các anh chị. Tôi biết là trên Zoom ngày nay có rất nhiều bác sĩ, dược sĩ trên Zoom. Tôi vẫn nói điều này bởi vì tôi, gia đình tôi có 4 đứa con các anh chị. Đấy. Và tôi rất hiểu được cái điều này. Đây là một tổ hợp cực kỳ tuyệt vời mà xin thưa tất cả anh chị các bạn. Nếu chúng ta cộng hết những cái giá thành sản phẩm này và chia ra cho từng ngày, thì không bằng cái việc chúng ta cho con chúng ta ăn vặt, bim bim rồi sữa chua rồi bánh tráng trộn nữa các anh chị. Tất cả thứ này, nếu như ai mà một bậc làm cha làm mẹ, hai người ông người bà nào, nếu thấy trong gia đình mình có đứa con hay đứa cháu nó đang còi cọc biếng ăn, thì hãy nghiêm túc một lần, bởi vì đây là những cái tổ hợp sản phẩm. Thứ nhất nó là thức ăn cho lợi khuẩn, thứ hai nó là chất xơ tinh cực kỳ có lợi cho tiêu hóa các chị. Bởi vì khi chúng ta đi đến bác sĩ dinh dưỡng, khi trẻ mình nó cũng biếng ăn, thì chúng ta thường đi bác sĩ dinh dưỡng, thì bác sĩ thường là khuyên cho con mình ăn nhiều chất xơ. Nhưng ở đâu có nhiều chất xơ ạ? Rau. Nhưng mà rau hiện tại thì các cháu nó ăn không ạ? Rất khó ăn. Và đặc biệt rau ngày hôm nay nó không còn như rau ngày xưa nữa các chị. Đấy, thế cho nên là đây là một cái giải pháp tuyệt vời dành cho những ông bố bà mẹ, hay là những người ông người bà thực sự quan tâm đến con cháu của mình trong cái thời điểm mà chúng ta luôn luôn chạy theo kinh tế, rất ít thời thời gian dành cho con cháu mình. Đây là giải pháp tuyệt vời anh chị. Và bên cạnh đó có rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ não và trí nhớ. Chúng ta ở trên màn hình trong Zoom ngày hôm nay, có ai là đeo cái kính trên mắt là đi tìm kính không? Chúng ta đeo khẩu trang, nhiều khi chúng ta không biết là khẩu trang để đâu không? Khi chúng ta đi ra khỏi nhà độ khoảng vài chục, vài đến hàng trăm mét, chúng ta chợt nhớ rằng không biết đã khóa cửa chưa không? Đó, đây là một trong những vấn nạn mà nó để lại cái hệ lụy vô cùng lớn. Nhớ nhớ quên quên các anh chị. Đấy, đặc biệt là với những người làm việc ở trong cái môi trường phải làm việc trí não với cường độ cao. Đấy, thì chúng ta đây là một tổ hợp rất là tuyệt vời. Đấy, và trên màn hình của chúng ta là các sản phẩm hỗ trợ hệ thần kinh và mất ngủ. Có rất nhiều người mất ngủ do căng thẳng thần kinh, do rất nhiều các cái nguyên nhân khác nhau, thì đây là một tổ hợp, chúng ta lưu ý đây là một tổ hợp. Thế còn khi chúng ta lên được chương trình cho một người nào đó dùng sản phẩm, thì chắc chắn chúng ta sẽ thêm một cái một vài sản phẩm, hoặc là chúng ta bớt những vài sản phẩm để gì, để chúng ta đạt được hai tiêu chí. Một
là hiệu quả cao nhất, nhưng chi phí phải là thấp nhất. Đó. Và đương nhiên rồi, các sản phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa thì nghe ra thì có rất nhiều người cảm giác nó hết sức bình thường nha các chị. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp phải cái trường hợp này, chúng ta mới cảm thấy khó chịu. Có những người có thể cả tuần, thậm chí 10 ngày không đi cầu được các chị. Nhưng ngược lại có những người đi cầu một lần, một ngày tới mấy bao nhiêu lần các chị. Thì đây là một trong những tổ hợp để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đấy. Và tôi biết rằng lát nữa thôi, sau cái phần chia sẻ sản phẩm này, tôi biết là có rất nhiều người chia sẻ về những kết quả về hệ tiêu hóa. Bởi vì tiêu hóa không giải quyết được, nếu như tiêu hóa của chúng ta không bình thường thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy khác nhau. Đấy. Đặc biệt là nếu cái người nào có vấn đề về tiêu hóa thì cái mặt không lúc nào cười được các anh chị. Chúng ta thử hình dung lại rằng, đặc biệt là những ai đang có vấn đề về tiêu hóa, rất ít khi cười, bởi vì gì? Nó khó chịu lắm. Và cái khí mà nó gọi là xú khí đấy, nó không thoát được, nó giữ trong người thì cái mặt nó xám ngoét các anh chị, và rất nhiều hệ lụy khác xảy ra. Thì đây là một tổ hợp sản phẩm vô cùng tuyệt vời đấy. À, đây là giải pháp cho gan mật, bởi vì gan và mật là hai cái cơ quan trong cơ thể con người hỗ trợ rất tốt cho tiêu hóa các anh chị đấy. Thì và hiện tại có rất nhiều người, à, khi tôi hỏi ra anh có vấn đề gì không, anh chả vấn đề gì, có mỗi cắt cái mật đi là cái gì. Xin thưa là trong cơ thể của chúng ta không cái gì là thừa cả. Khi chúng ta đã phải cắt bỏ đi một cái thứ gì đó, đấy là dấu hiệu cơ thể không bình thường. Thì đây là một tổ hợp rất tuyệt vời, đặc biệt là cái những người bị cắt mật hay có những người có vấn đề về gan các chị đấy, thì tiêu hóa chắc chắn có vấn đề các chị đấy. Vì đây là một cái giải pháp để giúp chúng ta cân chỉnh lại cái bộ máy tiêu hóa, là một cái bộ máy mà gọi là quan trọng nhất các anh chị, một trong mỗi bộ máy quan trọng nhất. Cho nên chúng ta đừng có chủ quan đó. Đấy. Và các sản phẩm hỗ trợ hệ hô hấp và miễn dịch, đây là những sản phẩm, một tổ hợp sản phẩm mà đang bán cực kỳ chạy, bởi vì hiện tại chúng ta đang đối mặt với cơn dịch gọi là đại dịch COVID. Nó chủ yếu tấn công hệ hô hấp và hệ miễn dịch. Khi hệ hô hấp và hệ miễn dịch bị tấn công thì nó sẽ bị suy yếu. Còn khi nếu như chúng ta có hệ miễn dịch tốt và chúng ta bồi bổ cho hệ hô hấp, thì cái việc mà chúng ta nếu như ai đó có vô tình bị áp không thì lướt qua rất nhanh. Và bản thân tôi là một ví dụ, một ngày thôi các anh chị, một ngày tôi đã lướt qua dịch này. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở trong cái phần chia sẻ kết quả sản phẩm. Đây, các sản phẩm hỗ trợ thận các anh chị, biệt là những người đang có vấn đề về tiểu đêm, mới tiểu đêm các anh chị nhá. Thì đương nhiên tiểu đêm nó sẽ do một vài nguyên nhân, nhưng mà hầu hết do thận yếu. Rồi gì? Tiểu đêm rồi nó dẫn đến sinh lý yếu, nó dẫn đến cái việc là sau này thận càng, nếu chúng ta không có giải pháp thì càng ngày càng suy yếu. Rồi chạy thận một tháng một lần, sau đó một tuần một lần, sau đó một tuần hai lần, sau đó một tuần ba lần. Và như thế vô hình chúng ta làm thay cho quả thận, là lúc đấy cái thận của chúng ta kể như không sử dụng thì không sử dụng được nữa. Thì đây là một trong những giải pháp vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là với những người đàn ông các anh chị nhé. Chúng ta lưu ý đấy, đây là giải pháp vô cùng tuyệt vời. Ví dụ đó, ví dụ như bộ ba thanh lọc, nãy giờ nó đã xuất hiện rất nhiều, nhưng mà ở đây bởi vì tại sao phải thanh lọc, bởi vì chúng ta đang đối mặt với thảm họa hóa chất, và bộ ba này nó có khả năng thanh lọc ở cấp độ tế bào, thanh lọc độc tố bên ngoài màng tế bào, thanh lọc độc tố bên trong màng tế bào, và chống oxy hóa bảo vệ màng tế bào. Cho nên nó cân chỉnh lại, nó đào thải độc tố, nó tắm bên trong cơ thể của chúng ta. Đấy, tôi lấy ví dụ về một cái sản phẩm thôi. Thế còn cái tổ hợp này chúng ta sẽ được cùng nhau chia sẻ ở những cái buổi Zoom chia sẻ chi tiết về sản phẩm, nếu như ai muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm. Đây, các sản phẩm hỗ trợ về tim mạch, các anh chị chúng ta lưu ý là tim mạch là một trong những sát thủ hàng đầu, chứ không phải ung thư các anh chị. Đấy. Bởi vì là gì? Nếu như chúng ta bị vỡ mạch máu ở não thì gọi là tai biến mạch máu não. Chúng ta bị vỡ ở tim gọi là đột quỵ tim. Thì đây là một trong những bộ sản phẩm để gì? Chúng ta không cần phải dùng thuốc huyết áp hàng ngày. Tôi xin lỗi, qua một quá trình nhé, chứ không phải uống vào chúng ta bỏ được thuốc ngay.
Đây là một sản phẩm hỗ trợ điều trị rất tốt hoặc có thể phòng ngừa, bởi vì nó làm đánh tan các mảng xơ vữa động mạch, nó làm giảm cholesterol xấu, nó làm dẻo dai thành động mạch, nó làm giảm độ nhớt trong máu để giúp máu lưu thông tốt các anh chị. Ví dụ ở trên màn hình của chúng ta là cái Bulsbox là một trong những sản phẩm dùng vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đấy. Để gì? Để chúng ta đỡ phải có nguy cơ đặt stent các anh chị. Đấy. Tiếp theo, các sản phẩm hỗ trợ đây, huyết áp và mỡ máu tim mạch hôm nay chúng ta đã nói rồi, và bên cạnh đấy nó có một cái sản phẩm. Có nhiều sản phẩm nhưng mà tôi ví dụ là IQbox là một trong những sản phẩm chúng ta cực kỳ tiện dụng khi kể cả là chúng ta ở nhà hay đi công tác, bởi vì các nhà khoa học người ta đã chế ra trong cái hộp này nó có 30 cái túi, mỗi một túi chúng ta khui ra, một ngày chúng ta uống khoảng 1 đến 2 gói, đặc biệt là với những người làm việc ở cường độ cao, giống như chuẩn bị chúng ta tới những cái việc mà tới hè, tới các cháu đang phải chuẩn bị ôn thi đấy, thì cho sử dụng những sản phẩm này thì vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đấy. Đây, còn tiểu đường thì chúng ta không nói cũng biết, một trong những vấn nạn của thế giới, và Việt Nam cũng là một trong những nước đang phải đối mặt với cái nguy cơ này rất cao. Bởi vì thế này, tại sao là cái tổ hợp này nó cực kỳ quan trọng? Bởi vì không ai chết vì tiểu đường, nhưng họ chết vì biến chứng rất nhiều các anh chị. Đấy. Bên cạnh đấy, nó chúng ta có, ví dụ chúng ta có những sản phẩm là ví dụ như chất xơ, là những chất cực kỳ cần thiết cho những người bị tiểu đường. Khổ nỗi là tiểu đường rất thèm ăn nhưng lại không dám ăn các chị. Đấy, ai đang mắc phải chứng bệnh này thì chúng ta rất hiểu. Bởi vì ở đây chúng ta có những sản phẩm giúp đào thải lượng đường ra ngoài, có những sản phẩm hỗ trợ phục hồi lại tuyến tụy và tuyến thượng thận để sản sinh như insulin, có những sản phẩm trẻ hóa tế bào để nó hấp thụ insulin vào người. Đấy, bởi vì là tiểu đường type 1, type 2, tiểu đường thai kỳ, đấy là ba nguyên nhân lớn. Nhưng có một nguyên nhân nữa là nhiều khi chúng ta bị tắc cái ống dẫn insulin. Đấy anh chị. Thế cho nên là đây là một trong những tổ hợp vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể lấy lại cái chức năng, phục hồi lại chức năng của tuyến tụy và tuyến thượng thận. Đấy. Và gì? Để chúng ta có thể là kích thích, giúp tế bào hấp thụ insulin để cân bằng lượng đường. Thì đây là một tổ hợp. Nếu như ai mà chúng ta có dấu hiệu lượng đường dâng cao, chúng ta cần phải lưu ý. Đó. Sản phẩm hỗ trợ thị lực rồi, đương nhiên rồi các anh chị. Bây giờ thị lực của chúng ta quá kém. Thậm chí một đứa trẻ mới sinh ra, mới 1-2 tuổi đã phải đeo kính rồi các anh chị. Đấy, chúng ta đừng coi đây là việc bình thường các anh chị. Đấy. Đây là ngoài cái việc chúng ta phải đối mặt với cái thảm họa hóa chất, thì chúng ta còn đối mặt với cái việc mà hiện đại thì hại điện công nghệ cao, thì con em chúng ta bị hại mắt rất là nhiều. Đặc biệt là với những ai đang bị bận rộn mà thường sợ con nó quấy rầy, thảy cho nó cái máy tính hay cái iPad hay cái điện thoại, hay là cho nó xem tivi nhiều để nó đỡ quấy rầy mình. Anh chị, thì đây là một trong những nguyên nhân rất lớn. Đấy, để và anh chị em biết không, đến với Siuri thì ngoài những cái việc chế tạo những sản phẩm tuyệt vời, đấy, thì công ty còn chú trọng đến cái việc là làm thế nào cho người tiêu dùng dễ sử dụng. Thì trên màn hình của chúng ta là dòng sản phẩm đặc biệt Daily Box, tức là những cái hộp dùng hàng ngày với những cái tính năng tác dụng riêng biệt. Ví dụ như đầu tiên là Immunobox, là những sản phẩm nâng cao hệ miễn dịch. Đây là một trong những sản phẩm đang bán rất chạy, bởi vì chúng ta đang phải đối mặt với cái dịch COVID-2 đó. Và cái hộp thứ hai đó là Visionbox, là những là sản phẩm dành cho mắt. Beauty Box là dành cho những người mong muốn mình có sắc đẹp. Đấy. Sắc đẹp bây giờ không phải là riêng phụ nữ đâu, đàn ông cũng cần các chị. Đấy. Đấy. Và bên cạnh chúng ta, cái hộp thứ tư bên tay phải là Mama Box. Mama Box là dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú. Vì sao? Vì nó chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao và đặc biệt là tuyệt đối an toàn. Chúng ta lưu ý, những sản phẩm nhập ở châu Âu về mà dùng cho bà mẹ mang thai và cho con bú là những sản phẩm tuyệt đối an toàn. Nhưng đã dùng được cho bà mẹ mang thai và cho con bú thì nó có thể dùng được cho tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là với những người già ăn uống kém, suy nhược cơ thể. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời bởi vì hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Đó. Tiếp theo, cái hộp mà bên dưới là IQbox nãy chúng ta nói rồi, dành cho những người hoạt động ở cường độ cao về trí não.
những người có vấn đề về lưu thông máu lên não kém. Tiếp theo là step box dành cho những người có vấn đề về giãn tĩnh mạch chân và Bulse box. Chúng ta vừa nhìn thấy nó ở trong cái tổ hợp sản phẩm dành cho tim mạch đó. Và dòng dinh dưỡng thể thao, chiều nay tôi vừa nói chuyện với một bạn, bạn đấy sinh năm 1977, bạn đó là cái người đánh gốt đó. Và tôi đã chia sẻ sản phẩm này bởi vì thứ nhất là cái tổ hợp này có khả năng giúp chúng ta đốt mỡ này, giúp chúng ta, tiếp theo là có những sản phẩm là gì, giúp chúng ta bổ sung, nâng cao cái việc hấp thu cái đạm, và bên cạnh đấy có cái chất đạm gọi là cái gói đạm màu đen đấy các chị, là tinh chất đạm các anh chị, nó chỉ là đạm, nó không có chất béo. Thế cho nên những người luyện tập, đặc biệt là những người luyện tập thể dục thể thao cường độ cao, họ rất sợ là các khớp xương bị tổn thương nặng, thì đây là cái tổ hợp vô cùng tuyệt vời. Nó có thể đào thải mỡ này, nâng cơ này, giảm hỗ trợ các cái khớp xương này, vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đó. Và bên cạnh chúng ta có một dòng sản phẩm đẳng cấp mới, luôn luôn hết hàng, và công ty thường là hạn chế mỗi một đơn hàng chỉ mua được 3 hộp thôi. Ví dụ như siêu vitamin. Đấy, là một tổ hợp có rất nhiều thành phần vitamin và đặc biệt là hàm lượng cao và chất lượng cao, chất lượng siêu vitamin các chị. Có thể là bên cạnh đó chúng ta có Neurovision, là một sản phẩm dành cho thần kinh, hệ thần kinh và mắt, neuro và vision các anh chị. Đấy. Và sản phẩm là Beauty Sen cũng luôn luôn cháy hàng, và tôi đặc biệt thích cái sản phẩm thứ năm này các chị. Nó gọi là Detox Proactive, nó là một trong những sản phẩm detox là thanh lọc các chị. Đào thải độc tố cực mạnh các anh chị. Và tôi đang dùng hộp này là hộp thứ tư anh chị. Và cơ thể của chúng cảm thấy nó vô cùng nhẹ nhàng ấy. Đấy. Bởi vì một trong những cái nguyên nhân sinh gây ra bệnh, các nhà khoa học đã nói là do 70% là do độc tố, thì cái sản phẩm này vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đấy, dành cho những người thực sự quan tâm và muốn bảo vệ sức khỏe của mình. Đấy, và bên cạnh có một những có những cái sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cơ thể. Chúng ta có những bộ sản phẩm mỹ phẩm trị liệu. Và tới đây tôi có tin là công ty chuẩn bị cho ra đời những dòng sản phẩm mỹ phẩm trang điểm. Và bên cạnh đấy chúng ta lưu ý là chúng ta có mấy loại kem đánh răng. Chúng ta gọi là kem đánh răng, nhưng thực tế chúng ta gọi là thuốc đánh răng, bởi vì nó có rất nhiều cái công dụng. Ví dụ như là gì? Phòng chống sâu răng này, phòng chống viêm nướu này, chống chảy máu chân răng này. Vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đấy. Và đặc biệt nhà ai có trẻ em mà đang tập đánh răng thì đây là những cái sản phẩm chúng ta không thể thiếu, bởi vì khi trẻ em đang tập đánh răng thì nhiều khi nó nuốt. Nếu như chúng ta dùng những sản phẩm có nguồn gốc hóa mỹ phẩm, tức là hóa chất ấy, thì rất có nhiều khả năng gây hại cho cơ thể. Nhưng với Siberi, kể cả những sản phẩm này cũng 100% là từ thảo dược, cho nên tuyệt đối an toàn. Đấy, chúng ta thấy không? Siberi có cả các cái sản phẩm chăm sóc riêng cho trẻ sơ sinh, bởi vì trẻ sơ sinh nó là những đứa trẻ là cái lớp da nó còn rất là mỏng, rất là dễ bị tổn thương. Thế cho nên nếu mà chúng ta dùng những cái sản phẩm có nguồn gốc hóa mỹ phẩm thì rất là nguy hiểm. Đây là những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, và những ông bố bà mẹ của chúng ta có đứa trẻ sơ sinh thì cho nên lưu ý, và các sản phẩm vô cùng thiết yếu anh chị. Ví dụ kem đánh răng chúng ta nói rồi. Bên cạnh đó tôi nói thêm một cái sản phẩm đặc biệt nữa mà Siberi ngày hôm nay gọi là huyền thoại Bam San. Nó chỉ ghi ở trên vỏ sản phẩm là dầu massage Bam San, nhưng mà hiện tại nó khoảng hơn 20 công dụng khác nhau, và sản phẩm này luôn luôn cháy hàng. Đấy là cái lọ sản phẩm 250ml ở hàng trên cùng bên tay phải của chúng ta. Nó có thể hạ sốt, nó có thể bôi vết thương hở, vết côn trùng cắn, có thể xúc họng. Và đặc biệt cái sản phẩm này nó vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó là một trong những sản phẩm giúp chúng ta đẩy lùi, hỗ trợ điều trị COVID các anh chị. Bởi vì nó có thể sát khuẩn tay, có thể xúc họng, có thể nuốt được vào người các anh chị, nuốt vào trong bụng. Đấy các anh chị, đây là sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Nó cũng là một sản phẩm rất là bán chạy. Chúng ta lưu ý này, ở cái dòng bên cạnh nó, bên tay trái chúng ta ấy, hoàn toàn là từ thảo dược Siberi, không sử dụng chất tạo mùi, tạo màu, chất bảo quản và chất có hại khác cho cơ thể.
Đấy, Siberia nó vì cộng đồng nằm ở chỗ đấy các chị. À. Thế thì tóm lại, nãy giờ tôi nói rất nhiều nhưng mà vẫn chưa hết. Thì chúng ta sẽ có những buổi chia sẻ sâu hơn nữa về từng sản phẩm. Nếu như chúng ta có nhu cầu, chúng tôi sẽ có những buổi chia sẻ sâu hơn sản phẩm. Và tôi tóm lược lại, sản phẩm Siri hiện tại nó đạt được 9 cái D. D thứ nhất là gì? Là đạt chuẩn các chứng chỉ về lưu hành, ví dụ như là ISO, GMP, HACCP, và đặc biệt là có chứng chỉ FDA, là một chứng chỉ của Cục Quản lý Dược của Mỹ cấp cho sản phẩm của chúng ta, thì nó thể hiện cái tính an toàn cực kỳ tuyệt vời. Thứ hai, cái D thứ hai là độc đáo. Nó độc đáo từ vùng nguyên liệu, bởi vì Siberia như bạn Thoa vừa nói là cái vùng nguyên liệu, tức là cái vùng sinh thái sạch tinh khiết duy nhất còn lại trên hành tinh. Và cái độc đáo thứ hai, nó độc đáo ở cái chương trình bản quyền, đấy là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Tôi biết bởi vì trên thế giới hiện tại có rất nhiều sản phẩm tương đương, nhưng chỉ có Siberia có chương trình được cấp bản quyền, đó là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Cái đề thứ ba là được đánh giá rất cao trong hỗ trợ điều trị, bởi vì nó là thảo dược 100% hoang dã cộng với chương trình bản quyền thanh lọc năng lượng và cân bằng, phối hợp hiệu quả, ít tốn kém. Cái đề thứ tư là đa dạng về sản phẩm, dễ tiêu dùng, dễ kinh doanh. Chúng ta thấy nãy giờ chúng ta thấy rất nhiều các tổ hợp sản phẩm khác nhau. Cái đề thứ năm là đáp ứng mọi nhu cầu thị trường. Như chúng ta biết rồi, sức khỏe thì từ đứa trẻ trong bụng mẹ cho tới các ông bà già 100 tuổi vẫn cần, các anh chị. Đấy. Cái đề thứ sáu là độc quyền. Đương nhiên rồi, với một công ty hoạt động trên thế giới 26 năm nay, hoạt động ở trên rất nhiều quốc gia, thì chắc chắn họ sẽ được đăng ký về thương hiệu và bản quyền sáng chế. Cái đề thứ bảy là đổi mới. Công ty luôn luôn đổi mới sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Và trung bình công ty cho ra đời mỗi một sản phẩm, mỗi một năm khoảng 50 sản phẩm mới. Cái đề thứ tám là đỉnh về chất lượng, cảm nhận nhanh, hiệu quả cao. Lát nữa chúng ta sẽ được giao lưu, đúng không? Cái đề thứ chín là đáy về giá. Tất cả những sản phẩm cùng loại đấy, hầu hết là không có đối thủ cạnh tranh về giá, và đặc biệt nó thống nhất một giá, không tăng sau 7 năm, có tăng chỉ chút xíu các anh chị. Chút xíu là do gì? Thuế thu nhập tăng lên giảm xuống các anh chị. Đấy, Siberia nó tuyệt vời như thế các anh chị. Đấy. Thế và xin thưa tất cả các anh chị các bạn, như người Việt Nam chúng ta nói là gì? Nghe chưa đủ, thấy vít tít. Đó. Và cho tôi hỏi trên Zoom của tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay, có bao nhiêu người đã từng sử dụng sản phẩm Siri và có kết quả, có thể giơ tay không ạ? À, vâng, có rất nhiều các anh chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta vẫn nói rồi, hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là địa vị, mà hạnh phúc lớn nhất của đời người là được giao lưu và chia sẻ. Và đặc biệt với người Việt Nam sẵn sàng chia sẻ cái giá trị mà mình nhận được cho người khác, để chỉ cho những người anh em, những người đồng đội của mình đó, biết được ở đâu có sản phẩm tốt và dịch vụ tốt, để chúng ta hãy cùng nhau giao lưu một chút xíu về kết quả sản phẩm nào. Tôi xin mời những anh chị vừa có cánh tay giơ lên, chúng ta hãy chia sẻ kết quả của mình. Chúng ta có những kết quả gì? Tôi xin mời được 3 trường hợp thôi, bởi vì thời gian không có nhiều. Xin mời các anh chị và các bạn. Vâng, xin mời bạn Diệu Tú. Dạ vâng ạ, xin kính chào các thủ lĩnh ạ, kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thực sự là hôm nay buổi Zoom rất là tuyệt vời luôn ạ. Tôi xin phép chia sẻ cái, tôi muốn chia sẻ cho mọi người cái cách mà giúp trẻ hạ sốt mà tôi đã áp dụng cho con trai của tôi, chỉ bằng hai cái sản phẩm cơ bản, đó là dầu ba sang đó, và với lại Novomin. Thì bé nhà tôi năm nay học lớp 2, và cháu thì vừa rồi là có bị sốt ấy, thì tôi mới lấy cái dầu ba sang này, tôi hòa cùng với một chút nước ấm, và sau đó thì tôi lau khắp người cho cháu. Đó, thì cái đó là tôi lấy thêm cái dầu cái lọ Novomin này, thì tôi lấy 10 viên Novomin, tôi hòa cùng với một chút đường để cho cháu dễ uống. Thì sau tầm khoảng 2-3 ngày ấy, thì là cái hiện tượng sốt của cháu thì đã thuyên giảm đi rất là nhiều. Đó, thì trên đây là cái cách mà tôi đã áp dụng cho con trai tôi và có kết quả rất là tốt, mà không cần dùng đến một cái viên kháng sinh nào cả. Thì nhân cái buổi Zoom hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết để có thể là áp dụng khi cần ạ. Xin dừng bài chia sẻ của tôi ở đây và xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Ok, chúng ta dành một like cho bạn Diệu Tú, rất là tuyệt vời các chị đấy.
đầu Bam San vậy, và các cái sản phẩm ấy. Một người mẹ thì luôn luôn mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho con của mình, các anh chị. Đấy, và những sự chia sẻ này nó thực sự quý giá. Bao nhiêu trong số các anh chị, các bạn thấy những sản phẩm này vô cùng tuyệt vời dành cho mình và những người thân yêu của mình, có thể giơ tay ạ. Vâng, cảm ơn bạn Diệu Tú. Tôi chỉ là người cho thông tin. Thế còn cái câu chuyện của bạn Diệu Tú mới là cái đáng để chúng ta quan tâm. Và xin mời bạn bạn Ngũ, hồi nãy ai là bạn Ngũ nhỉ? Đã mở micro, xin mời ạ. Hoặc là ai đang sẵn sàng chia sẻ, chúng ta hãy mở micro chia sẻ tất cả anh chị em. À, xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Xin mời ạ. Tôi ạ. Tôi. Vâng, tôi xin mời, tôi xưng tên. Tôi Lê Thế Anh ạ. Vâng, xin mời Lê Thế Anh. Vâng, cảm ơn nhà Hải Ly. Xin chào cả nhà. Tôi là Lê Thế Anh. À, vì dù cái giọng của tôi này hơi khó chịu thì cái câu chuyện của tôi là bắt đầu từ chiều hôm kia là tôi hơi đau đầu mệt. Thế thì cái câu chuyện tôi tiếp tục là tối hôm kia sốt và ngày hôm qua ly bì nằm cả đêm. Làm cả ngày hôm qua và rất tiếc là không đón được đoàn đi hành trình Thịnh Vượng qua Thanh Hóa. Tôi rất tiếc. Nhưng hôm nay tôi vẫn ngồi dậy và đang ngồi đây để chia sẻ. Không biết cái bệnh như thế thì các bạn cho là cái bệnh gì. Nhưng mà lúc tôi bệnh nhân là người rất là mệt, đau đầu, mỏi, rất là mệt mỏi. Đấy. Nhưng với cái quyết tâm của tôi là dùng cái gì ạ? Dầu ba sam, vì tối hôm kia ngày hôm qua dùng ba sam rất là nhiều và tôi dùng sản phẩm Novomin cũng như là siêu vitamin và detox thì tôi dùng ngày 2 gói, thì chỉ trong vòng một ngày lại là một ngày một đêm, và đến ngày hôm nay thì tôi đã khỏe mạnh như thế này. Nếu như tôi không nói ra thì mọi người chắc cũng không biết là bị ốm nữa đấy, nhưng cái giọng thì vẫn đang còn một chút là người bị mệt. Rất cảm ơn anh Hải Ly cho chia sẻ. Cảm ơn các nhà đã lắng nghe. Ok, tuyệt vời. Chúng ta dành một like cho bạn Thanh cho kết quả của bạn ấy. Chúc mừng bạn ấy, các chị. Đấy, một kết quả tự thân. Đấy, về COVID, tôi cũng xin chia sẻ. Tôi xin chia sẻ một chút xíu là cũng nhân câu chuyện của bạn Thanh, tôi cũng đã từng bị COVID, các chị. Mà tôi không biết. Nó chỉ hơi hơi đau cổ một tí thôi. Nhưng mà tôi, lúc đó tôi đưa dầu balm xe lên mũi, tôi không ngửi thấy mùi gì, các chị. Và đây là tôi chia sẻ bằng kết quả của mình. Tôi đại diện là một người tiêu dùng. Đó. Các anh chị có thể áp dụng hay không áp dụng, tùy ý mọi người. Một ngày tôi nhỏ 3 lần dầu Bam San trực tiếp vào mũi. Và cứ khoảng sau 1 tiếng tôi ngậm dầu Bam San, tôi vừa ngậm tôi vừa nuốt từ từ, các anh chị. Khoảng sau 1 tiếng, tiếng rưỡi gì đó tôi ngậm một lần. Và sản phẩm thứ hai là buổi sáng 20 viên Novomin. Buổi trưa 20 viên Novomin và buổi tối 20 viên Novomin. Tức là một ngày tôi uống hết 60 viên. Và 2 ngày thì tôi uống hết 1 lọ. Đấy. Thì xin thưa mọi người là buổi sáng mất mùi, buổi chiều lại thấy lại. Ở đây tôi nhắc lại nhé, để Bộ Công Thương không tuyết còi. Tôi không nói là thực phẩm chức năng Siri chữa được COVID, nhưng đây tôi chia sẻ kết quả của mình. Đây là sự thật. Bởi vì khi tôi đang đi trên đường ra Bắc một mình, tôi lái chiếc xe ra Bắc thì tôi chả biết là vào cái bệnh viện nào được cả. Tôi lập tức tôi áp dụng cái giải pháp đấy. Đây là tôi chia sẻ kết quả của mình đứng trên góc độ là người tiêu dùng. Vâng, xin mời bạn bạn Ninh vừa mới mở micro. Cảm ơn Thế Anh. Xin mời Ninh ạ. Vâng, tôi vừa thấy bạn Ninh mở micro. Ok, xin mời Ninh. Vâng, em xin phép chào thủ lĩnh Hải Ly, chào tất cả mọi người trên Zoom. Em cũng có một cái trải nghiệm mà em muốn chia sẻ đối với bản thân mình. Thực ra là em là cũng là thành viên mới và cũng mới được biết những cái sản phẩm Siberia, vì thực ra là cũng có một cái vấn đề về sức khỏe. Mà trước đây là ít nhất là nó cũng kéo dài đối với bản thân, là nó cũng phải rơi vào khoảng 3 năm về trước cho đến thời điểm mà em biết đến sản phẩm Siberia. Đó là em bị cái bệnh đại tràng. Mà cái bệnh đại tràng thì với những người chưa bị thì cũng không biết là cảm nhận như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng những người đã mắc phải cái căn bệnh này thì nó có một cái rất là bất tiện trong cuộc sống. Về cái nó sẽ gây ra cái rối loạn cái sinh hoạt trong cuộc sống. Tức là nó sẽ làm cho mình sẽ phải... tức là đi vệ sinh rất là nhiều lần trong ngày. Đấy. Nó ảnh hưởng đến công việc và nó ảnh hưởng đến sinh hoạt rất là nhiều. Và rất là may mắn em được biết đến cái sản phẩm Siberia nhờ vào thông qua một người bạn, đó là bạn Mến, Đỗ Thị Mến đã giới thiệu cho em cái sản phẩm này. Và sau khi dùng cái sản phẩm Siberia, và đặc biệt là chỉ có vài sản phẩm thôi, và cái sản phẩm chính đó là cái sản phẩm Sorben Defense,
và em dùng thêm cả cái Novomin Mega và một cái nữa đó là cái trà số 5. Chỉ có 4 sản phẩm đó thôi mà cái kết quả nó mang lại cho mình thì đúng là thật là mình không thể ngờ được. Chỉ sau khoảng 4 đến 5 ngày là tất cả những cái triệu chứng về cái căn bệnh đại tràng của mình ấy, gần như là nó đã cải thiện hoàn toàn. Và sau đó là em tiếp tục duy trì cho đến ngày hôm nay và gần như là mình không còn một cái dấu hiệu gì của cái bệnh đại tràng nữa và mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó rất là ổn và mình cảm thấy là người mình nó nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn rất là nhiều và mình cảm thấy là những cái băn khoăn trước kia trước khi mình đi làm mình phải lo lắng là sau khi mình đi làm mình sẽ phải giải quyết cái vấn đề của mình nó như thế nào hoặc thậm chí rất là bất tiện trong cái quá trình mình đi trên đường mình luôn luôn trong cái tình trạng lo lắng đấy vì căn bệnh của mình nó như vậy. Và khi mà em sử dụng cái sản phẩm này trong đến thời điểm này nó cũng khoảng độ 3 tháng và cái điều mà em cái kết quả nó mang lại cho mình không thể ngờ tới nó chỉ sau 5 ngày mình sử dụng thì gần như là nó đã dứt điểm hoàn toàn cho mình cái căn bệnh này. Và thực sự là em biết ơn đến cái sản phẩm Siviri và biết ơn đến cái người đã giới thiệu cho em cái sản phẩm này đó bạn Đỗ Thị Mến. Em xin chân thành cảm ơn anh Ly đã cho em cái thời gian chia sẻ và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, tuyệt vời, chúng ta dành một like cho bạn Ninh của chúng ta, rất là tuyệt vời anh chị. Tôi biết bởi vì những cái chứng bệnh về tiêu hóa như đại tràng, tôi biết sáng việc đầu tiên của buổi sáng là gặp ông anh gọi là toilet cái đã đó, mà khổ một nỗi này, chia sẻ cái này nó rất là khó, nghe thì rất là vớ vẩn nhưng mà nó khó chịu lắm anh chị. Đi đâu cũng phải để ý xem toilet nằm ở đâu. Việc đầu tiên của những người có vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là những người đại tràng, bởi vì tôi là những người hơn ai hết, tôi rất hiểu vấn đề đó, khó chịu lắm anh chị. Đấy. Thậm chí là gì, trước khi đi tàu, đi xe hay đi máy bay anh chị, việc đầu tiên không phải là mình có mang theo nước, theo thức ăn có đầy đủ không, mà việc đầu tiên xem cái toilet nó nằm ở đâu, khó chịu lắm anh chị. Đấy, và vô cùng tuyệt vời, một lần nữa chúc mừng bạn Ninh. Và tôi đúng ra cũng sắp hết giờ rồi nhưng mà tôi thấy một cánh tay giơ lên muốn chia sẻ cái kết quả của mình. Xin mời bạn Bạch Ngân ạ, xin mời bạn. Bạn mở micro lên. Dạ vâng. Em chào cả nhà, chào thủ lĩnh Trần Hải Ly. Em muốn chia sẻ một cái kết quả dùng sản phẩm của khách ạ. Cái câu chuyện này nó hơi buồn cười một tí. Thì có cái anh khách là đến nhà để mua thuốc. Thì anh có kể là anh là bị vấn đề về tiêu hóa đấy, anh hay bị táo bón, nghe nó cũng vất vả. Thế là chả biết là cái đồng chí tư vấn thế nào hay là anh khách là anh nghe không rõ. Thế là vừa bán cho một cái hộp mà trà dô gâu, ông nghe không rõ hay là thế nào đấy, bắt đầu về ông không pha thuốc, ông không pha với nước ông uống và ông lại cho vào mồm ông nhai luôn. Thế là vừa rồi đây ông lên ông bảo là ôi dồi ôi, anh cho vào anh nhai đây là anh lấy nước anh uống, nhưng mà công nhận là tốt thật. Báo cáo ở nhà là anh có phản hồi là như thế, từ là vừa lúc nãy bảo là tí nữa mà lên đây chia sẻ chẳng biết là liệu có nói được không, bởi vì lúc nãy nghĩ đến thôi là cảm thấy rất là buồn cười. Xin cảm ơn cả nhà đã cho Ngân chia sẻ. Ok, cảm ơn bạn Bạch Ngân, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Siberi đôi khi chúng ta dùng chưa đúng cách nhưng vẫn có kết quả, bởi vì nó là gì? Chất lượng nó là hàng đầu, kết quả không biết nói dối các anh chị. Và tôi biết ngày hôm nay có rất nhiều các anh chị, các bạn. Tôi cảm ơn mọi người, rất nhiều người đang muốn chia sẻ kết quả của mình, bởi vì là gì? Không thể không nói. Nhưng mà xin lỗi tất cả anh chị các bạn, thời gian có hạn. Đấy. Và nếu như anh chị nào là những người mới muốn biết thêm kết quả, chúng ta có thể lên Facebook, chúng ta search cái group là gì, kết quả sử dụng sản phẩm Siri. Hiện tại có hơn 130.000 member, 140.000 những người ta lên đấy chia sẻ kết quả rồi. Đấy, thì hôm nay tôi xin được phép dừng lại cái phần chia sẻ về kết quả sản phẩm ở đây. Và bởi vì sao ạ? Bởi vì đến với phần sau này là phần cực
kỳ quan trọng. Bởi vì như lúc đầu chúng ta nói, Siberi là một cơ hội làm chủ cuộc sống. Đó. Làm chủ đây về sức khỏe, về tài chính, về thời gian. Đó. Chúng ta có thể được đi ô tô người khác trả tiền. Chúng ta có thể được đi ở những chuyến du lịch đẳng cấp nhưng mà người khác trả tiền. Đấy. Thế thì làm thế nào chúng ta được, có thể đạt được điều đó? Và thông qua những cái sản phẩm tuyệt vời Siberi, hồi nãy chúng ta đã được nghe về, về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, tác dụng và nghe những kết quả. Nhưng quan trọng là làm thế nào từ những sản phẩm tuyệt vời đấy nó biến thành kết quả an lạc, tự do, hạnh phúc cho cả gia đình mình. Và bao nhiêu trong số các anh chị và các bạn muốn nghe được làm thế nào được từ những cái kết quả tuyệt vời chúng ta có thể kinh doanh cùng với sản phẩm Siberi, có thể giơ ngón tay. Bao nhiêu chúng ta đang mong muốn điều đó? Bao nhiêu người ạ? Vâng, gần như là 100%. Cảm ơn cánh tay của tất cả anh chị các bạn. Và ngay sau đây, tôi xin mời lên sân khấu một người trước đây cũng đã từng làm công ăn lương, trước đây cũng đã từng phản đối Siberi một cách kịch liệt bởi vì nghe ông bà nói là đói ăn rau, đau uống thuốc. Nhưng mà chị ấy là một cái người làm trong ngành. Người ta vẫn nói là dao sắc không gọt được chuôi. Từ kết quả sản phẩm của mình, sau khi sử dụng Siberi, chị ấy đã bắt đầu bước chân vào cái dự án tự do an lạc cùng khi kinh doanh cùng với Siberi. Và ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi đã mất rất nhiều công đặt lịch từ tháng trước anh chị. Bởi vì khi mà đã giúp đỡ được nhiều người thì họ rất là bận. Bao nhiêu trong số các anh chị các bạn muốn được nghe sự chia sẻ tuyệt vời từ một con người tuyệt vời, có thể giơ ngón tay ạ. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị và ngay sau đây tôi không làm mất thời gian của mọi người nữa. Tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu sự chia sẻ của Sapphire Business Leader. Xin mời chị Nguyễn An. Vâng, cảm ơn lời giới thiệu vô cùng ấn tượng và tuyệt vời của thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly. Xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng ta được nghe từ đầu đến giờ, chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Nóng hơn chưa ạ? Và có mong muốn để làm sao biết để chúng ta sản công ty tốt, tập đoàn tốt như vậy và sản phẩm thì vô cùng nhiều, độc đáo, đúng không ạ? Và phù hợp từ đầu đến chân mỗi con người chúng ta. Và nhu cầu thì nó quá là cần cho mỗi gia đình. Và chúng ta sẽ kinh doanh với nó như thế nào? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn và khát khao được tìm hiểu về vấn đề này ạ? Vâng, cảm ơn cả nhà. Vậy thì An xin phép được giới thiệu. An là Nguyễn An, năm nay 48 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thị trường Hà Nội. Cơ duyên biết đến Simon Granit thì như thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly có chia sẻ đúng không? An cũng được một người bạn giới thiệu thì đúng thế. Trước đó An cũng đã mắc các vấn đề về sức khỏe và đã dùng rất rất nhiều các sản phẩm của các hãng. Nhưng nó không đỡ. Nó không đỡ luôn đấy ạ. Chính vì thế cái niềm tin về thực phẩm chức năng đối với An nó lại mất đi rất là nhiều. Trước đó thì đã không tin rồi. Nhưng khi có vấn đề sức khỏe thì sao ạ? Dùng rất nhiều nhưng nó lại không cải thiện. Chính vì thế niềm tin nó lại mai một đi rất là nhiều. Đến lúc là không tin và đóng tất cả các cánh cửa lại. Thì đến khi được giới thiệu chia sẻ một người bạn cũng là dược sĩ chia sẻ với cơ hội này, với sản phẩm này thì An ngay lập tức An từ chối. An từ chối bởi vì An nói là An đã dùng rất nhiều thứ rồi, không có cải thiện được cái gì nên là đừng giới thiệu bất kể cái gì với An nữa. Nhưng thực sự là bất ngờ. Nó là cái nhân duyên và An cảm thấy mình là người có phúc. Ngay lập tức sau một thời gian khoảng một tuần thôi là An đã có một cái vấn đề sức khỏe mà ngoài những cái vấn đề sức khỏe mà An đang gánh chịu thì nó lại nảy sinh một vấn đề khác. Và lúc này thì An tò mò và để thử nghe người thuyền trưởng của Siberi Việt Nam chia sẻ xem tại sao sản phẩm nó lại được như vậy. Và sau khi nghe anh chia sẻ thì An đã ra quyết định trải nghiệm và đã có An trong bộ dạng tươi tắn ngày hôm nay. Quý vị ạ, cảm ơn cả nhà nhưng mà xin quý vị cho An một này để chúc mừng cái điều may mắn này ạ. Vâng, An cảm thấy mình là người có phúc. Và sau đó thì An cũng được nghe từ bà chủ tịch tập đoàn ở một cái sự kiện
Đi sự kiện cũng là tò mò thôi ạ, không xác định kinh doanh đâu ạ. À, rất là bảo thủ bởi vì bản thân An có một hệ thống nhà thuốc và An cũng đang là một viên chức nên là không có ý định kinh doanh, mà đi sự kiện chỉ vì là à mình khỏe rồi, sự kiện thì ở tận trong Đà Nẵng và mình thì thích đi chơi, thế là đi thôi ạ. Vào và đã nghe được cái những lời tâm huyết của bà, đúng không ạ? Và An thấy cái điều vô cùng tuyệt vời là cái sản phẩm này bà nói là dùng cho cả được người lao công, nhưng chất lượng thì do các nhà khoa học nghiên cứu và sáng chế, nguồn nguyên liệu thì vô cùng tuyệt vời như quý vị vừa nghe rồi, đúng không ạ? Và chính vì thế nên là An đã ra quyết định mình phải lan tỏa. Mới đầu thì An chỉ đơn giản là nghĩ là mình có hệ thống nhà thuốc, An lấy về để An lan tỏa trong hệ thống nhà thuốc thôi. Nhưng đến bây giờ quý vị thấy một sự khi An chia sẻ đây, quý vị sẽ thấy nó ngỡ ngàng. Sau 2 năm An hợp tác thì tháng 31 tháng 12 năm 2020 An đóng toàn bộ hệ thống nhà thuốc của mình lại. Quý vị thấy có ngạc nhiên không ạ? Vâng, một lát nữa chúng ta sẽ được chia sẻ tại sao An làm điều đó. Và đến bây giờ thì An đúng là đang dần dần tiến đến an lạc về tài chính. Còn tự do về thời gian, không gian thì An đã được cảm nhận rồi. Sau khi đóng cửa hệ thống nhà thuốc và đặc biệt tháng 1 tháng 3 năm 2021, à 22, An đã được sếp của mình ký quyết định đồng ý cho thôi việc. Và lúc đó thì sao ạ? Từ lúc thôi việc đến bây giờ An đã hưởng thụ một chuyến du lịch châu Âu và đang trong cái hành trình xuyên Việt cùng với tập đoàn. Cả nhà thấy đấy là cái điều vô cùng hạnh phúc, đúng không ạ? An xin giới thiệu qua về An như vậy. Và bây giờ để tìm hiểu làm sao chúng ta đón nhận, chúng ta làm được những điều đó, Severi như thế nào, tốt như thế nào, đơn giản như thế nào mà An lại làm được những cái công việc như thế. Thì hôm nay An xin chia sẻ lên đây với quý vị để cho chúng ta cùng tìm hiểu, đặc biệt là những anh chị em mới ngày hôm nay mới tham gia thì sẽ sao ạ? Sẽ lựa chọn cho mình cái mà phù hợp nhất để chúng ta đồng hành và phát triển sự nghiệp cùng Siberi cũng giống như An. Và An xin phép được chia sẻ màn hình ạ. Cả nhà nhìn được chưa? Rồi, rõ rồi. Vâng. Quý vị thấy không ạ? Kinh doanh cùng Seven Valley với chi phí thì tối thiểu, lợi nhuận thì tối đa, phát triển không giới hạn. Đây là cái điều mà An vừa chia sẻ. Ban đầu là cái mà An cảm nhận được mình thực sự là có phúc đấy ạ. Vâng, đến với Seven Valley chúng ta có 4 sự lựa chọn. Sự lựa chọn đầu tiên đó là chúng ta là một người tiêu dùng thông minh. Ngay lập tức chúng ta, hôm nay An có đi chia sẻ với một bạn thì bạn ấy nói, ô đơn giản quá. Nếu những người mà thân thiết của em thì sao em chỉ cần gần như là tải cho họ một cái app về và sao ạ là họ được mua giảm giá tới 25%. Đó, đấy là một lựa chọn đầu tiên của tất cả các đơn hàng, 25% trước thuế của tất cả các đơn hàng. Lựa chọn thứ hai là thu nhập bổ sung và đào tạo là doanh nhân. Với thu nhập bổ sung thôi, quý vị thấy không ạ? 12 đến xấp xỉ 22 triệu. Có một cái nguồn thu nhập bổ sung nào mà nhiều như thế không ạ? An thấy An công tác 25 năm mấy tháng mà cái thu nhập của An cũng thu nhập chính đó, lỗ lực đó, cũng chỉ trong cái khoảng này thôi. Vậy mà đây chỉ được gọi là thu nhập bổ sung thôi ạ. Và cái lựa chọn thứ ba đó là công việc chính. Được tham gia vào dự án xe hơi và được tưởng thưởng những chuyến du lịch xứng đáng từ tập đoàn. Thì với công việc chính này, thu nhập của chúng ta từ 40 đến xấp xỉ 105 triệu. Một công việc chính thực sự An nghĩ tương đương với các mức giám đốc các doanh nghiệp lớn. Đúng không ạ? Và một cái nữa là ở đây có sự lựa chọn thứ tư mà An đang hướng tới và An đã ra quyết định đóng cửa tất cả hệ thống nhà thuốc của mình và đồng thời xin nghỉ cái công việc trong ngành y đã 25 năm mấy tháng, 3 tháng gắn bó với An để An về An xây sự nghiệp lớn. Thưởng danh hiệu lên đến trên 13 tỷ. Quý vị ạ,
và thu nhập thì từ 210 triệu trở lên. Quý vị thấy tuyệt vời không ạ? An tin chắc rằng một ngày gần nhất An sẽ nhận được nó, bởi vì An đã đạt gần đến mức rồi ạ. Vâng, cái để An minh họa chia sẻ với quý vị, cái lựa chọn đầu tiên là người tiêu dùng thông minh khi mua hàng được giảm giá 25% trước thuế như thế nào. Trên màn hình quý vị là hai cái ví dụ, là một cái ví dụ của hai sản phẩm. Một sản phẩm là 120.800, đó là một cái hộp trà thải độc mỡ và độc tố ở đường ruột. Với mức có 120.800 và một bộ ba thanh lọc cấp độ trong và ngoài tế bào. Với cái bộ sản phẩm như thế này, tổng chỉ là sao ạ? Hơn 655.000 thì chúng ta tiết kiệm được 150.000 đồng vào quỹ sức khỏe. Nghĩa là chiết khấu 25% trước thuế. Quý vị thấy tuyệt vời không ạ? Đi ra siêu thị mua các sản phẩm cho mình và gia đình, có bao giờ quý vị được một cái mức chiết khấu tuyệt vời như thế này không ạ? Vậy nên đây là lựa chọn cho người tiêu dùng thông minh. Và đây là một ví dụ thôi ạ. Còn tất cả các sản phẩm, cả cái thế giới sản phẩm mà quý vị vừa được nghe thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Lê chia sẻ đều được áp dụng với chương trình này. Cho dù mua một sản phẩm hay nhiều sản phẩm cũng một cái mức chiết khấu như thế này. Chúng ta quả là thông minh khi lựa chọn, đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo là thu nhập bổ sung. Thu nhập hàng tháng là từ 12 đến xấp xỉ 25 triệu. Và khi bạn muốn kiếm thêm thu nhập bổ sung này thì bạn cần dành cho công việc này mỗi ngày vài giờ thôi quý vị ơi. An vừa chia sẻ là cái thu nhập bổ sung này nó bằng với thu nhập của chính của An trước đó, nhưng An phải bỏ ra tối thiểu là 8 tiếng làm công ăn lương mà, nhưng đây chỉ cần vài giờ thôi. Nhiệm vụ chính ở đây là xây dựng các nhóm tiêu dùng thông minh, nghĩa là xây dựng những nhóm khách hàng tiêu dùng thông minh giống như trước ạ. Và cơ hội phát triển bản thân với cái cơ hội này thì chúng ta được cơ hội phát triển bản thân với những kỹ năng kiến thức hàng ngày chúng ta được đón nhận từ các buổi Zoom, từ các sự buổi chia sẻ của các thủ lĩnh, những người đi trước, đúng không ạ? Và chúng ta có cơ hội gia tăng mối quan hệ, và An đã đón nhận nó trong ngay những ngày đầu tiên quyết định sao ạ? Gia nhập cái cơ hội này, quyết định phát triển cái sự nghiệp này, thì An đã đến hiện tại thì An có những cái rất rất nhiều mối quan hệ. Và thu nhập chính ở đây một tháng từ 40 đến xấp xỉ 105 triệu. Bạn muốn đây là một công việc chính, thu nhập cao, thì nhiệm vụ là phát triển các nhóm kinh doanh. Trước là phát triển các nhóm người tiêu dùng thông minh, còn đây là phát triển các nhóm kinh doanh, nghĩa là họ cùng kinh doanh với chúng ta. Họ là cũng là đối tác trực tiếp với tập đoàn giống chúng ta. Nhưng sao ạ? Chúng ta giúp họ, chúng ta phát triển ra để làm sao nhiều các cái nhóm kinh doanh nhất, đúng không ạ? Và cơ hội bổ sung với những thưởng khởi động nhanh từ 15 triệu đến 250 triệu đồng, và đạt được được tham dự dự án xe hơi và những chuyến du lịch đẳng cấp, đặc biệt được đào tạo chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí. Quý vị ơi, ở ngoài kia bây giờ chúng ta học qua Zoom thôi, một cái buổi đào tạo cũng mất tương đối là nhiều chi phí, vậy mà ở đây được đào tạo trở thành chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn miễn phí. Nguồn thu nhập thứ tư đó là cái lựa chọn thứ tư, đó là xây dựng một sự nghiệp, và An đang hướng tới thu nhập từ 210 ngàn triệu đồng và không giới hạn. Công việc triển vọng sự nghiệp kinh doanh quốc tế, độc lập về tài chính, độc lập ạ, chúng ta là đối tác độc lập của tập đoàn, đối tác trực tiếp, và chúng ta cũng được độc lập tài chính. Nhiệm vụ ở đây là tổ chức hệ thống kinh doanh trong nước và quốc tế. Quý vị nhớ này, sao ạ? Thu nhập thêm thì là phát triển các nhóm người tiêu dùng thông minh. Thu nhập chính thì sao ạ? Tổ chức các sao ạ? Hệ thống các cái nhóm kinh doanh, còn đây là hệ thống kinh doanh trong nước và quốc tế. Đó, một cơ hội vô cùng tuyệt vời, chúng ta được tổ chức kinh doanh cả quốc tế nữa. Cơ hội bổ sung ở đây là kinh doanh hơn 65 nước trên thế giới. Thu nhập với nhiều nguồn ngoại tệ. Thưởng thì lên đến trên 13 tỷ đồng và nhận được xe Mercedes sang trọng, nhà
đó là xe Mercedes sang trọng và nhà bên bờ biển Hy Lạp và tiền thưởng của câu lạc bộ triệu phú, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và chị An ơi, chị bật tiếng. Alo, vâng, xin lỗi cả nhà. Kinh doanh thời đại 4.0 cùng Severi, chúng ta được công ty lo toàn bộ mọi việc như từ nghiên cứu này, sản xuất này, ra sản phẩm này, quản trị, pháp lý, mặt bằng, thuế và nền tảng online. Có tuyệt vời không ạ? Và tiếp theo, cái hệ thống thành công có sẵn, công thức thành công và bản đồ thành công chúng ta hàng ngày và các quy trình huấn luyện đào tạo bài bản chuyên nghiệp hàng ngày chúng ta được sao ạ? Những thủ lĩnh, những anh chị em đi trước, những anh chị em đã thành công, những anh chị em đã được đón nhận những cái sự chuyên nghiệp này truyền đạt lại và chia sẻ lại cho tất cả chúng ta. Và thứ ba là công cụ hỗ trợ kinh doanh hiện đại, đó là Facebook, Zalo, Zoom, YouTube và Instagram. Chúng ta có tuyệt vời không ạ? Chính xác là kinh doanh thời 4.0 đúng không ạ? Vốn thì ít, chi phí tối thiểu, lợi nhuận tối đa, phát triển không giới hạn. Đây là cái điều mà An thực sự bây giờ mỗi lần chia sẻ cho mọi người, An cảm giác như mình đang đón nhận được một cái gì đó mà mình không tưởng tượng được. Vâng, với Severi thì không trả tiền cho bán buôn, bán lẻ, quảng cáo và tiếp thị khuyến mại. Quý vị thấy không ạ? Trên đây là một cái mô hình kinh doanh truyền thống, là từ nhà sản xuất thì chúng ta qua tổng đại lý này, qua đại lý lớn, đại lý nhỏ, cửa hàng bán lẻ, rồi mới đến tay người tiêu dùng. Thì mỗi một cái đơn vị như thế này thì chúng ta lại phải chịu một phần chi phí. Đúng không ạ? Chịu một phần chi phí và sau đến tay người tiêu dùng thì chúng ta mất rất nhiều các cái cầu, gọi là các cái cấp đấy ạ. Đây là đa cấp về giá. Và chi phí cả quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, vận chuyển, quý vị thấy không ạ? Chi phí quảng cáo thì vô cùng khủng khiếp với các ngành kinh doanh truyền thống. Còn với NN thì sao ạ? Sản phẩm của chúng ta được đi từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng qua kênh kinh doanh gọi là MN, chúng ta được mua trực tiếp với giá chiết khấu thẳng từ nhà sản xuất đến chính bản thân chúng ta, bỏ qua hết tất cả các cái khâu trung gian như ở trên màn hình quý vị nhìn thấy ạ. Vâng, Severi là kinh doanh MN, nghĩa là kinh doanh của chia sẻ. Trên đây là một cái ví dụ, đúng không ạ? Khi chúng ta ra quyết định và hành động, đúng không ạ? Thì với Severi cái điều kiện rất là đơn giản, doanh số cá nhân nó tương đương khoảng 100 điểm, đấy là cái điều kiện năng động đấy ạ. Nó xấp xỉ khoảng 2,5 triệu vốn trên một tháng, đúng không ạ? Và sau đó bạn dùng tốt, bạn chia sẻ cho mọi người. Ví dụ bạn chia sẻ cho 5 người thì ngay lập tức sao ạ? Mỗi người đó cũng dùng với cái số lượng giống như bạn, họ cũng dùng này, cũng chia sẻ cho những cái người thân yêu của mình, đơn giản thôi. Chỉ có 2 triệu rưỡi một tháng thôi. Thì 6 người đó thì sao ạ? Bạn đã có lợi nhuận 600 nghìn. Và ở tầng thứ 2 thôi, 5 người đó mỗi người lại chia sẻ cho 5 người thì sao ạ? Tổng từ bạn trở xuống đã có 31 người và cũng với mức gọi là năng động, gọi là mức chia sẻ một tháng 2 triệu rưỡi gồm cả chia sẻ với gia đình mình uống, thì lợi nhuận của bạn đã là 2.790.000. Quý vị thấy không? Nhìn lên màn hình. Đây là cái kinh doanh theo cấp số nhân. Đúng không ạ? Và tầng thứ 3 quý vị thấy không ạ? Đó, các cái con số rất là rõ ràng. Lợi nhuận đã vào tính vào khoảng 18.700.000. Tầng thứ 4 thôi đã lợi nhuận là 48 triệu, vẫn là một tháng chúng ta dùng 2,5 triệu tiền vốn, chưa kể là được back lại trên cái số vốn đó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta còn có lợi nhuận trên vốn là 25% trước thuế, đúng không ạ? Và tầng thứ 5 quý vị thấy ơi, đó, tại sao mà gọi là kinh doanh, sao ạ? Thu nhập không giới hạn, tầng thứ 5 thôi,
đã có hơn 200 triệu lợi nhuận trên một tháng. Và các tầng tiếp theo, ở đây chúng ta được đến N tầng, không giới hạn. Số người tăng theo cấp số nhân, thu nhập cũng tăng theo cấp số nhân, và mỗi người chỉ có 2,5 triệu trên một tháng. Và hoa hồng thì thường từ 8 đến 37%, thì chúng ta có những cái con số trên màn hình quý vị ạ. Và những việc cần phải làm khi chúng ta tham gia với Cyber Wallet là gì? Việc đầu tiên là hướng dẫn và đồng hành để nhân bản, nghĩa là học đấy. Còn cái việc bán thì chỉ là từ 100. Việc thứ hai là 100 đến bán và dùng nhá. Ở đây chúng ta việc là vừa bán vừa dùng 100 đến 200 điểm, tương ứng khoảng 2,5 đến 5 triệu đồng. Và học hướng dẫn đồng hành để nhân bản. Học thì học có hệ thống người đỡ đầu, có tài liệu, có đồng nghiệp, có sách, có YouTube và có Zoom, có sự kiện. Hiện tại quý vị đang theo dõi, đây là một cái sự kiện, đúng không ạ? Và tìm cộng sự. Tại sao chúng tôi nói là tìm tối thiểu 5 người có khát khao như mình? Quý vị nhìn thấy cái ví dụ chúng tôi cũng tìm 5 người vừa xong chúng tôi chia sẻ. Vậy là chúng ta đã chạm đến cái mức tự do tài chính khi chúng ta hành động, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo, điều kiện để tham gia kinh doanh với Seven Wallet là gì? Thứ nhất là độ tuổi từ 18 trở lên đều được tham gia. Thứ hai là không vi phạm pháp luật, không trong thời gian thi hành án. Thứ ba là chúng ta cần 2 ảnh 3x4. Thứ tư là 2 căn cước công dân, photo công chứng và còn cái hạn công chứng. Thứ năm là với chi phí thì tối thiểu, quý vị vừa nhìn thấy rồi ạ, không ôm hàng, không xách hàng đi bán, không cần cửa hàng cửa hiệu. Và hôm nay trước khi về để tham dự với quý vị cái buổi ngày hôm nay thì An cũng tranh thủ ra chia sẻ với một cửa hàng thuốc và họ cứ ngạc nhiên tại sao thế hả chị. Vậy thì em sẽ kết nối và họ cũng ngay lập tức ra quyết định và họ cũng nhờ An sẽ hướng dẫn thêm. Quý vị thấy không ạ? Đơn giản lắm. Và tiếp theo ạ. Không yêu cầu bằng cấp, còn tuy nhiên có thì càng tốt, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đến với CVD thì chúng ta sao ạ? Tham gia không yêu cầu bằng cấp, đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời và đây là cái sự công bằng cho tất cả mọi người đến với CVD. Và tiếp theo chúng ta nhận được những gì khi chúng ta kinh doanh cùng CVD? Nhận được nhiều giá trị. Giá trị đầu tiên, và An tin chắc rằng bất kể người nào chỉ cần dùng sản phẩm một cách nghiêm túc, đúng đủ đều trong thời gian rất ngắn thôi đã đón nhận được, đó là giá trị sức khỏe. Bản thân An đã cảm nhận rất là nhanh. Giá trị thứ hai là phát triển bản thân qua các buổi hội học và sao ạ, các sự kiện. Và giá trị thứ ba là tài chính. Tài chính chúng ta thấy không ạ? Không thu nhập, không giới hạn, tùy theo sự lựa chọn của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một sự nghiệp thực sự. Sự nghiệp thực sự ạ. Và thứ tư là chúng ta được những cái chuyến du lịch đẳng cấp. Thứ năm là ở Siberia chúng ta được quyền thừa kế. Cái này có trong luật, quý vị ạ. Và chúng ta được tôn vinh. Chỉ ở ngoài kia, quý vị khi được làm tốt, được tôn vinh, thì chỉ sao ạ? Người ta chỉ tôn vinh mình, gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, bởi vì người ta còn ghen ghét. Còn ở đây, tất cả anh chị em chỉ cần biết chúng ta được sao ạ, nỗ lực và được đạt đến một mốc nào là tất cả mọi người tôn vinh, mọi người tập đoàn tôn vinh, công ty tôn vinh và anh chị em cùng đồng hành, gọi là đồng nghiệp, tôn vinh một cách tự đáy lòng và trân trọng. Và điều cuối cùng nữa là chúng ta nhận được tự do. Đúng không ạ? Tự do thời gian, tự do tài chính, tự do trong phát triển. Và đây là điều an lạc. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta đạt được tròn trịa cái bánh xe cuộc đời. Và đến với CVD thì chúng ta có những khoản tiền thưởng không giới hạn. Đơn giản như nhà tư vấn chuyên nghiệp thì được một chuyến du lịch 20 triệu và tham gia dự án ô tô. Thủ lĩnh thì một chuyến du lịch 40 triệu. Thủ lĩnh cao cấp thì một chuyến du lịch 100 triệu. An đã đạt
được tất cả các bốc thăng này. Và thủ lĩnh quốc gia thì được tặng một ô tô Mercedes trị giá 1,55 tỷ. Chiếc xe này thì được tặng quý vị ạ. Và thủ lĩnh vàng quốc gia thì được 12 chuyến du lịch cho hai vợ chồng trị giá 1,1 tỷ 575 triệu đồng. Và thủ lĩnh kim cương quốc gia thì được thưởng bằng tiền mặt trị giá 2,62 tỷ mua bất động sản. Và thủ lĩnh quốc tế tặng một biệt thự trị giá 8,4 tỷ đồng. Tổng các khoản tiền thưởng trên 13 tỷ. Quý vị thấy không ạ? Và tác giả Jim Collins đã có một cuốn sách vô cùng tuyệt vời mà An thấy chính xác ạ. Lỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. An đã lỗ lực 25 năm 3 tháng tại công việc của mình và lỗ lực cũng 25 năm xây dựng cái hệ thống nhà thuốc của mình. Vậy mà sao ạ? Đến bây giờ không hẳn là trắng tay nhưng An thấy nó chưa đem lại bất kể một cái giá trị gì. Từ giá trị về sức khỏe, An cũng dần mất đi vì sao ạ? Bán sức khỏe để lấy tiền. Tự do thì không có, bởi vì sao ạ? Cứ nghĩ mình xây dựng hệ thống nhà thuốc thì để làm sao ạ? Làm chủ nhưng thực ra là khổ chủ. Còn tài chính thì sao ạ? Cứ quay cuồng trong tài chính, bởi vì sao ạ? Cứ mở rộng một nhà thuốc thì lại bắt đầu lo từ mặt bằng từ bằng rồi từ nhân viên rồi từ vốn, từ thuế, tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ ăn được tự do 25 năm ạ. Và đây là biểu đồ tăng trưởng của CVD tính đến năm 2020. Nhưng thực tế năm 2021 thì cũng đã có thống kê là tăng trưởng 116% so với năm 2020. Quý vị thấy sự phát triển vô cùng ngoạn mục không ạ? Và hãy lái chiếc xe của cuộc đời mình. Câu này An rất thấm và An cũng mong tất cả anh chị em khi đón nhận, khi nhìn nhận ra đây là một cơ hội thực sự cho mình thì hãy lỗ lực để đón nhận, lái chiếc xe của cuộc đời mình. An biết rất nhiều quý vị có xe, nhưng mà cái xe mà chỉ trong vòng có 5 tháng, như An chỉ có 5 tháng là đạt được cái quỹ thưởng xe hơi này, thì quý vị thấy cả đời lỗ lực không bằng một lần lựa chọn đúng, đúng không ạ? Và sau 9 năm thì dự án xe hơi của 18 quốc gia tham dự thì có 1.449 người tham gia. Tại Việt Nam thì đến tổng kết đến tháng 3 năm 2022 thì có 481 tư vấn viên tham gia vào dự án xe hơi của tập đoàn và được tặng 25 chiếc xe mẹ. Quý vị ạ, được tặng 25 chiếc xe mẹ tại Việt Nam đó. Và đây ạ, chúng ta thấy không ạ, tại Việt Nam có vô cùng nhiều, đúng không ạ? Tất cả anh chị em chỉ cần lỗ lực tham gia và cống hiến là chúng ta nhận được. Và đây là hình ảnh thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh của chúng ta, người mà nghiêm túc xây dựng hệ thống và sao ạ, dịch toàn bộ tài liệu của CBD để làm sao cho chúng ta có những cái công cụ tuyệt vời, dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Đó, người chính thức là người đầu tiên nghiêm túc xây dựng hệ thống CBD và đến bây giờ thủ lĩnh đang là người sao ạ? Khi tham gia thì thủ lĩnh là 61 tuổi và năm nay là đang là 68 tuổi, đang cùng đồng hành cùng anh chị em trong chuyến hành trình thịnh vượng. Quý vị thấy không ạ? Ở cái độ tuổi là một cục trưởng cục xúc tiến du lịch về hưu và lẽ ra là sao ạ? Ở nhà cũng không phải là hưởng thụ đâu ạ. Thủ lĩnh có chia sẻ là thực sự không phải hưởng thụ đâu mà gọi là đánh cờ chờ chết. Nhưng đón nhận được cái cơ hội này thì hôm nay rất là vẫn là vui mừng và còn nhiều các dự án khác đang mở ra, từ dự án sao viết sách, dự án sao vẽ, và đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Quá thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Và đây là thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung đã nhận được cái biệt thự ở Hy Lạp, quý vị ạ, đi hết sơ đồ sau 6 năm. Và trên đây là hình ảnh lễ trao xe cho thủ lĩnh. Bây giờ là thủ lĩnh rồi ạ, Trần Công Đường và Nguyễn Thị Anh. Hai thủ lĩnh này chúng tôi được gọi thủ lĩnh Đường là người trẻ, thủ lĩnh trẻ tuổi nhất. Bác năm nay là 78 tuổi. Năm 77 tuổi mới đón nhận cơ hội. Quý vị ơi, 77 tuổi mới đón nhận. Vậy mà chỉ sau 9 tháng là nhận được
trước xe trong dự án xe hơi của mình hoặc của tập đoàn. Và đến bây giờ thì thủ lĩnh đang trên đà phát triển, quý vị thấy không ạ? 77 tuổi làm được, đương nhiên tất cả anh chị em chúng ta làm được, bởi vì An cũng tin chắc rằng trên Zoom cũng không biết là có ai trên 77 tuổi được không ạ, 78 tuổi không ạ. Vâng, và đây là hình ảnh chủ tịch tập đoàn và giám đốc khoa học cùng cái lễ ở lễ trao xe cho hai vợ chồng thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly và Trương Thị Thí Linh, người mà vừa chia sẻ cho chúng ta cái cơ hội và các cái dòng sản phẩm đấy ạ. Quý vị thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Và đây là tôi sau 5 tháng hợp tác thì tôi từ một người 72 ký ạ. Sau 5 tháng quý vị thấy hình ảnh có tuyệt vời không ạ? Tôi đã nhận được cái chiếc xe trong dự án xe hơi và hàng ngày đi thị trường cùng anh em được lái chiếc xe này, thực sự là cảm thấy hạnh phúc và rất là tự hào. Vâng, tiếp theo là rất rất nhiều. Đây, thủ lĩnh cao cấp Diệp Phước Lộc, thủ lĩnh Hồ Quý An, Nguyễn Thị Hạnh. Đây là hai thủ lĩnh vô cùng yêu quý mà tôi đã đồng hành từ những ngày đầu cùng các em đó. Đây là thủ lĩnh Lương Gia, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thủ lĩnh cao cấp Phạm Uyển và Đỗ Quốc Minh, cũng là một kế toán và là một nhân viên của một công ty xe hơi. Quý vị thấy không ạ? Rất là tươi cười trong rạng rỡ. Và đây là thủ lĩnh Phạm Thị Kim Hoa, một nhà chuyên môn ạ. Chị là một bác sĩ và cũng khi biết đến tập đoàn cũng xin nghỉ đó, nghỉ hưu trước một năm để tham gia. Và các anh chị đang trong hành trình thịnh vượng với tập đoàn Severi. Và đây là thủ lĩnh Nguyễn Thị Lý, là một cô giáo. Quý vị thấy không ạ? Rất nhiều ngành nghề và thủ lĩnh rất là trẻ. Ngô Minh Đức, em đạt danh hiệu thủ lĩnh khi mới 25 tuổi. Quý vị thấy không ạ? Tuổi trẻ có, các ngành nghề có. Thủ lĩnh Giang Xuân Nam, đây là Phạm Thị Nguyệt, đây là cặp doanh nhân. Họ cũng là một doanh nhân rồi, nhưng với Seven Wellness họ cũng nỗ lực và cũng đón nhận cái xe của chính mình. Và đây là thủ lĩnh dược sĩ Lê Mỹ Hạnh. Tại sao gọi là thủ lĩnh đi lên từ vô vọng? Bởi vì sao ạ? Chị đã mắc một cái căn bệnh vô cùng hiểm nghèo, lupus ban đầu, lupus hệ thống. Và trong ngành y chúng tôi là thực sự là bó tay. Đấy, từ hình ảnh bên trái quý vị nhìn thấy không ạ? Và hiện tại bây giờ chị đã mở danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Và hai thủ lĩnh tuyệt vời đó là sao ạ? Hoài Hương và Hồng Phong, hai người em mà tôi vô cùng yêu quý. Và tiếp tục ạ, rất nhiều các cái danh hiệu, nghĩa là những cái người đã tham gia vào dự án xe hơi. Quý vị thấy không ạ? Đây là dược sĩ Nguyễn Thị Thảo và bác sĩ Đào Hồng Hạnh. Đây là những hình ảnh. Và đây là bác sĩ Đào Thành Trương và dược sĩ Đinh Thị Kim Yến, hai người anh người chị vô cùng đáng kính yêu của tôi. Và tôi rất là trân trọng sự tận tâm khi mà anh chị đón nhận và nghiêm túc tìm hiểu chỉ trong một thời gian rất ngắn, và bây giờ anh chị đã mở danh hiệu là thủ lĩnh và giúp được rất nhiều người có giá trị về sức khỏe. Và nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Hằng, thủ lĩnh Nguyễn Thị Thu Hà, chúng ta sẽ được sự chia sẻ của tất cả anh chị em đúng không ạ, vào cái cuối buổi. Và thành công từ trong mùa dịch, quý vị ơi, trong mùa dịch người ta rất khó khăn, thậm chí để làm sao duy trì cuộc sống hoặc là duy trì cái mức thu nhập còn khó, nhưng sao ạ, với Seven Wellness vẫn một tháng có tháng mười mấy, có tháng hai mươi mấy người đạt vào dự án xe hơi. Quý vị thấy có hạnh phúc, có an lạc không ạ? Có vui mừng không ạ? Nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng, bán cơm chay học hết lớp 9 làm được, còn bạn làm được không? Thủ lĩnh Phan Thị Hạnh học hết lớp 3 làm được, còn bạn làm được không? Rất nhiều ạ. Hiện nay Việt Nam có 25 chiếc rồi ạ, và được chiếc xe Mercedes-Benz được trao tặng, và trên 481 tư vấn viên tham gia vào dự án xe hơi. Đúng không ạ? Để có nhận được cái xe Mercedes-Benz, bạn cần có 5 nhánh chuyên nghiệp. Tại sao chúng tôi lấy ví dụ là 5? Bởi vì sao? Con số 5, khi chúng ta đã lựa chọn được 5 người sao ạ, đồng hành và có khát khao, là chúng ta đã là người tự do tài chính. Vâng, những chuyến du lịch đẳng cấp
Vô cùng tuyệt vời. Đây là những chuyến mà các anh các chị đi trước. Còn chúng tôi thì cũng vừa được hưởng cái chuyến du lịch thực sự mà tôi đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ là mình được. Khi tôi xem lại các cái review của những người nổi tiếng, họ được bay kinh khí cầu ở Cappadocia, tôi cảm giác là tôi thấy là họ vô cùng hạnh phúc. Họ là người, một đại gia, họ giàu có. Nhưng đến khi tôi chạm vào, tôi cùng anh chị em đồng đội của mình đi trên, được bay trên kinh khí cầu đó, tôi cảm thấy là mình thực sự là có phúc, may mắn, và cái lựa chọn của tôi là vô cùng đúng, quý vị ạ. Và đây là những cái chuyến du lịch trước, còn chúng tôi thì mới đi về được nửa tháng thôi. Vâng, quý vị thấy không ạ? Công thức thành công. Để là đạt được những cái giá trị như vậy thì chúng tôi đã có những cái công thức thành công. Chắc chắn ạ. Đó là sao ạ? 4 giây, 2 phút, 72 giờ, 21 ngày và 10 giờ hành động liên tục một cách nghiêm túc. 4 giây để ra quyết định. 4 giây thôi ạ, đừng mất thời gian. Đúng không ạ? Quyết định là ở bạn, chỉ cần 4 giây thôi. 2 phút để mở được cái mã số, 72 giờ để chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm. 21 ngày hành động liên tục để trở thành một thói quen. Và sao ạ? 10.000 giờ hành động quyết liệt để trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. Và công thức thành công tuyệt đỉnh của chúng tôi là tư duy đúng, hành động đúng thì sẽ thành công. Vâng, hãy để chúng tôi giúp bạn là người thành công tiếp theo. Và sao ạ? Có 3 thứ ra đi không bao giờ lấy lại được, đó là thời gian, thứ hai là lời nói, và thứ ba là cơ hội. Và Cyber Valley đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á, là bàn đạp ra châu Á. Và Cyber Valley của chúng tôi có một giá duy nhất, đó là chiết khấu 25% trước thuế. Vậy lựa chọn là ở quý vị. Vâng, trên đây là tôi đã trình bày hết cái chia sẻ hết với quý vị về cái cơ hội kinh doanh với Seven Valley. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn và biết ơn cả nhà. Vâng, và cũng như là những quý vị đã đón nhận, đúng không ạ, cũng giống như bản thân An, thì bây giờ An sẽ xin chia sẻ có ba người thôi ạ, đã, các anh chị đã đón nhận cơ hội này như thế nào, và đến bây giờ các chị đã cảm nhận và đã đạt được những cái giá trị gì. Xin mời, ai sẵn sàng chia sẻ, bật mic xưng tên, bởi vì đây là những cái câu chuyện thật. Em Nguyễn Hiền. Vâng, xin mời Nguyễn Hiền, vô cùng tuyệt vời. Xin chào, xin cảm ơn Thủ Linh và xin chào tất cả hội đồng Thủ Linh trên Zoom. Em tên là Nguyễn Hiền, em ở tại thị trường Đoan Hùng, Phú Thọ. Em rất là vui và hạnh phúc vì hôm nay đã được chia sẻ trên Zoom, bởi vì em cũng được biết đến cơ hội này qua sự giúp đỡ của người đã chia sẻ cho em khi mà cả gia đình em đều bị F0. Hiện tại em cũng đang làm công nhân rồi ạ. Thế nhưng mà em cũng hôm trước em được đi hành trình thịnh vượng về, với cảm xúc của em rất là tuyệt vời, bởi vì hôm đấy được đi chung xe với cô Kim Hoa. Cô Kim Hoa là thủ lĩnh của em ấy. Với cả đi, em được tham dự trên tập đoàn và em tận mắt chứng kiến được mọi người, từ bác Phạm Hữu Minh rồi anh Trương Huy Cường, rồi tất cả các thủ lĩnh, hệ thống thủ lĩnh và tất cả dàn xe bông tuyết của mình. Và thứ nhất là cơ hội này đến với em, thứ nhất là gia đình em được cải thiện sức khỏe, em được báo hiếu với cả bố mẹ chồng, với cả bố đẻ ra người sinh ra em. Thì hai ông bà hai bên đều bị F0 và được trải nghiệm sản phẩm, mọi người rất là khỏe mạnh, hai ông đều là bệnh mãn tính, bị ung thư và với cả bị bệnh tim ấy ạ. Thế nhưng mà nhờ sản phẩm CBD thì mọi người không ai bị trải qua cái giai đoạn là hậu Covid và mọi người đều khỏe mạnh. Thì em cũng rất là biết ơn về cả gia đình em, cả các cháu bé như em rất là khỏe mạnh. Và những em chia sẻ sản phẩm cho ai thì mọi người đón nhận đều có kết quả. Thì hôm trước thì em cũng đi làm thì cũng có một cái chai tinh dầu, em chia sẻ một chút thôi, có một chỉ cái chai tinh dầu Basan, mọi người bị ngất ấy, có chị bị ngất vì làm công nhân ấy, lúc đấy là chị đấy cũng hậu Covid, chị bị ngất, thế là em xoa luôn cái tinh dầu đó vào, chị đấy khỏe, và sau đó chị đặt luôn của em một bộ Novamin với cả trà phổi thì mọi người cải thiện rất là rõ rệt. Với cả một bác ở hàng xóm của em bị ung thư phổi ấy,
bác cũng bị hậu COVID xong thì em cũng chia sẻ cho bác cái Novamin của mình với trà phổi với dầu basan mà bác ấy đã cải thiện, mà giấc ngủ của bác đây đã ngủ được và bác ấy đã ăn ngủ được ạ. Thì bác ấy cũng bảo là bác khỏe lắm rồi hiện ạ. Bác cảm ơn cháu nhé. Vâng, em xin hết, xin cảm ơn thủ lĩnh. Cảm ơn Nguyễn Hiền rất là nhiều, quý vị thấy không ạ? Tất cả các kết quả khi mà được lên chia sẻ chỉ mong nói hết ra thôi đúng không ạ? Vâng, cho An, chị An hỏi là Nguyễn Hiền tham gia được bao nhiêu tháng rồi? Em đến nay là được hơn một tháng rồi ạ. Cả nhà thấy, quý vị thấy không ạ? Đây là cái kết quả mà đón, nghĩa là cái giá trị, đúng không ạ? Giá trị mà Nguyễn Hiền đón nhận được sau hơn một tháng là gia đình mình có sức khỏe và giúp được rất nhiều người có giá trị về sức khỏe. Ở đây chúng ta vẫn không nói là sao ạ? Chữa bệnh, không chữa COVID, không chữa gì cả, chỉ làm sao ạ, gieo cái giá trị để tăng cường miễn dịch, làm sao ạ, cho nhà nhà khỏe mạnh, người người khỏe mạnh thì sao ạ, chúng ta được an lạc. Và chắc chắn rồi, Hiền sẽ giúp được rất nhiều người. Vâng, xin mời chia sẻ của anh chị em tiếp theo về cái giá trị mình đạt được khi kinh doanh cùng Simon Golis. Xin mời, ai sẵn sàng chia sẻ, bật mic xưng tên ạ. Xin mời. Cả nhà có bật mic được không ạ? Vâng, tôi ạ. Vâng, em xin mời Lý Nguyên Lý. Vâng, xin chào cả nhà. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Lý. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Và thực sự là trước khi đến với Siri, tôi là một giáo viên tiểu học. Và biết đến cái cơ hội này thì tôi cũng đã làm việc thực sự là cần cù để mà mình thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì với một cái người làm dạy học 30 năm thì cái thu nhập của tôi lúc đó trước khi tôi về hưu ấy là thì nó mới chỉ có hơn 10 triệu thôi ạ. Thế nhưng mà khi làm việc với siêu đi được 1 năm thì lúc đó cái thu nhập tôi lên nhà tư vấn chuyên nghiệp là tôi đã có cái thu nhập nó hơn gấp cả hơn 2 lần cái tiền lương giáo viên 35 của mình. Và chính vì như vậy nên là tôi cũng đã xin về hưu sớm. Tôi về hưu trước cũng là 3 năm. Và nếu như là theo cái cách tính bây giờ ấy, mỗi 1 năm tăng thêm 4 tháng thì tôi đã về hưu trước là 4 năm. Và bây giờ thì tôi toàn tâm toàn ý cùng làm việc với Shibri. Và cái thu nhập của một thủ lĩnh thì như mọi người cũng biết rồi thì nó có khoảng trên 40 triệu đấy, tức là cái thu nhập chính. Và có những tháng thì có thu nhập nó còn có lên đến trên cả 100 triệu nữa. Thì đấy là những cái mà tôi đã được đón nhận khi mà tôi làm việc với Siri. Và từ một giáo viên tiểu học, từ một người làm nghề dạy học với cái đồng lương rất là eo hẹp, cả 35 tôi cũng ao ước làm sao mà mình có được một cái khoản tiền nó lớn để mà mình trang trải cho cái cuộc sống của mình. Thế nhưng mà với những cuộc sống của tôi nó rất là khó khăn, cực kỳ là khó khăn cả nhà, cực kỳ là khó khăn với cái đồng lương thấp như thế, cho nên là chưa hết tháng đã hết tiền rồi đấy. Lĩnh lương vào thì là chi phí chia ra rất là nhiều những chi phí mà cuộc sống nó không đủ trang trải. Nhưng mà khi mình nắm bắt được cái cơ hội của Siri, cũng như tất cả mọi người ấy, tôi đến với Siri bắt đầu từ sản phẩm đấy. Cái dòng sản phẩm nó thay đổi cái sức khỏe của bản thân mình, cũng như thay đổi sức khỏe của cha mẹ tôi và mọi người xung quanh. Và chính vì như vậy tôi đã lan tỏa cái kết quả đấy và giúp cho rất là nhiều người có được sức khỏe. Trong đội ngũ của tôi có cả những người làm ngành y, có rất nhiều bác sĩ, có bác sĩ Tây y, bác sĩ Đông y, và họ đã cùng với tôi chia sẻ cái sản phẩm này cho nhiều người. Và tôi tin chắc rằng với cái cách làm việc như thế thì hệ thống của tôi sẽ càng càng lan tỏa và sẽ giúp cho được rất là nhiều người có được sức khỏe cũng như là có được tài chính. Đấy, hệ thống của tôi là có nhiều người đã bước vào dự án xe hơi. Đấy, có 2 người hiện nay là đã bước vào dự án xe hơi rồi. Và cái thu nhập của mọi người thì cũng có những người đã nốt nhất là 50 triệu rồi. Đấy, đó là cái niềm vui rất là lớn. Mà thực sự là nếu như mà chỉ là một giáo viên thôi, chắc là cả đời tôi không bao giờ giúp được ai có thu nhập như vậy. Vâng, và đó là những cái mà tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Làm việc với Siri là cảm thấy hạnh phúc từng ngày, từng ngày. Bởi vì mỗi khi chúng ta đi chia sẻ, chúng ta lại nhận được những
những cái kết quả từ cái sản phẩm của chúng ta đấy ạ. Đấy, như ngày hôm nay đấy ạ, một cái bác mà bác trước đây bác bán nhà cho tôi, bác cũng nói tôi chia sẻ một ít về về sản phẩm đấy ạ. Thì hôm nay bác nói rằng là từ khi dùng sản phẩm của tôi thì cái bác chồng bác ấy là một người bị hen suyễn cả đến hơn cả 10 năm nay, nhưng khi dùng sản phẩm Suri cho vấn đề hô hấp hen suyễn thì đã không cần phải dùng một viên thuốc tây nào nữa. Trời ơi, khi bác ấy nói như thế sung sướng vô cùng luôn ạ. Đấy, đó là những cái kết quả sử dụng sản phẩm thì đối với Suri nó quá nhiều và thực sự là hạnh phúc khi mà mỗi một ngày chúng ta lại đi lan tỏa cái giá trị này đến cho mọi người. Vâng, đó là kết quả kinh doanh của tôi và cũng như là cái giá trị mà tôi đã được nhận được từ Suri. Cảm ơn thủ lĩnh Nguyễn Thị Lý, quý vị thấy không ạ? Cứ nghe đến đâu là An cảm nhận cái cuốn sách là sao vị đại do lựa chọn. Một cái công việc rất là chân quý là giáo viên đúng không ạ? 30 năm. Nhưng mà khi lựa chọn một cái cơ hội mới cũng là gieo giá trị chăm sóc sức khỏe chủ động cho những người thân yêu và những người quanh mình. Thì sau một thời gian rất ngắn, thu nhập của chị đã tăng gấp đôi và đến bây giờ là gấp 4-5 lần. Quý vị ạ, vĩ đại do lựa chọn đúng không ạ? Và chị đã kể ra rất nhiều những cái giá trị chị nhận được. Vâng, cảm ơn và biết ơn chị về sự chia sẻ này. Và xin mời chia sẻ tiếp theo ạ. Nào, anh chị em nào sẵn sàng bật mic, xưng tên. Anh biết là rất nhiều người. Chắc là em Hoài Hương. Xin mời thủ lĩnh Hoài Hương. Vâng, em cảm ơn chị. Biết ơn chị. Vâng, qua cái bài chia sẻ của chị thì em cũng nhận thấy một cái điều đầu tiên vào đây, chắc chắn tất cả anh chị em chúng ta đạt cái kết quả gì, giá trị sức khỏe là cái chắc chắn chúng ta chưa biết thành công đến đâu, nhưng Hoài Hương khẳng định là vào đây từ nãy đến giờ đúng không ạ, tất cả chúng ta đều nhận được cái giá trị lớn là giá trị sức khỏe đúng không ạ. Và giá trị thứ hai mà cũng như Hoài Hương nhận được giống mọi người thì Hoài Hương nhận thấy là vào đây chúng ta lại còn nhận được cái giá trị cực kỳ tuyệt vời là phát triển bản thân. Mà thực sự một môi trường nào mà Hương bước vào chưa bao giờ có luôn ạ. Và ở một cái môi trường là viên chức ở một bệnh viện lớn thì đa phần mọi người thường nói nhỉ, ở môi trường nhìn ngoài là tốt đấy, nhìn mọi thứ là tốt đẹp đấy, nhưng thực tế ở trong thì chắc chắn anh chị em chúng ta đều rất nhiều người cũng đang ngồi ở hành chính sự nghiệp biết như thế nào rồi ạ, hay nói xấu nhau lắm ạ. Và vào đây có một cái môi trường làm cho con người chúng ta cực kỳ phát triển. Và Hoài Hương cũng không khác ngoại lệ những con người đó, đạt được những giá trị sức khỏe, phát triển bản thân, tài chính cũng có. Là một người đi làm công ăn lương để mà muốn kiếm thêm thu nhập thì chắc chắn là em cũng phải lao công sức, về nhà là làm bệnh nhân, làm liên tục để có những thu nhập để trang trải cuộc sống cho gia đình mình. Nhưng vào CBD, sau một thời gian em cũng nghiêm túc làm việc thì bây cái mức thu nhập thực sự là gấp không biết bao nhiêu lần cái thu nhập chính của mình. Đấy là một cái điều mà đã nhìn thấy và đang đạt được ạ. Và đặc biệt một cái em Hoài Hương nhìn thấy một cái gần đây khi cái thái độ của mình quyết định học tập nghiêm túc và tất cả ở đây sự nghiêm túc đó vô hình nó là một cái sự thừa kế cực kỳ lớn mà giá trị kim cương mà em cảm nhận là không thể trao được hết được. Bởi vì chính những hai đứa con của em nó nhìn thấy mẹ nó học tập nghiêm túc. Và một cái điều là con nó đặt câu hỏi là mẹ ơi sao mẹ được nhiều người quý vậy? Nếu bây giờ cho mẹ đánh đổi bằng một đống kim cương để mẹ làm một việc xấu có được không mẹ? Đấy những cái câu hỏi mà con nó đặt những câu hỏi cho mẹ thì em cũng chỉ nói rằng cái giá trị, bây giờ mẹ một tấn kim cương mẹ cũng không đánh đổi làm một việc xấu. Con lại đặt câu hỏi tại sao? Thì theo con ở đây cần giá trị gì? Đấy là những cái điều mà em thực sự là không bao giờ em nghĩ là con mình có thể đặt những câu hỏi như thế. Và một cái điều là hôm bác Trần Hải Ly và bác Trương Thị Linh về nhà em để chuẩn bị đi chuyến du lịch đó, bạn ấy kể rằng bài mới lớp 6 bảo con bé mẹ, hai bác được đi du lịch sướng thế mẹ, thế bao giờ con có được đi không? Con phải làm như nào được đi? Mẹ có cho con đi cùng không? Những câu hỏi cực kỳ hay ạ. Và em bảo là không, con không được đi cùng. Tại sao con không được đi cùng? Bởi vì đây là phần thưởng xứng đáng bố mẹ nỗ lực làm được. Và con muốn được đi thì con cũng phải làm việc nỗ lực như vậy thôi. Vậy thế là bạn bảo thế cho con làm cùng mẹ luôn được không? Không, tự dưng bạn nhớ ra bảo
con chưa đủ 18 tuổi, cho vậy con chưa làm được, đúng không mẹ? Bởi vì hàng ngày cứ học này các anh chị ạ, hàng ngày cứ nghe này, thế mà con nó cũng có những cái bài học gọi là những cái thừa kế về cái cách làm việc, cách học tập, một cách nghiêm túc của con nó cũng rút ra những bài học. Đấy là một cái di sản mà em cảm giác là không một môi trường nào có được những cái thừa kế lớn nào đó. Em cảm ơn chị, biết ơn cả nhà lắng nghe em, những cái lời chia sẻ của em ạ. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh Hoài Hương, một nhân viên y tế, một cán bộ y tế, cả nhà thấy không ạ? Cũng đồng chia sẻ với những cái giá trị mà thủ lĩnh Hoài Hương đón nhận được, thì gia đình An cũng đang đón nhận được những cái giá trị như đó, đúng không ạ? Giá trị của sự giúp đỡ, giá trị của trao đi, giá trị của tự do tài chính, giá trị trên cả tuyệt vời. Đó là sao ạ? Có một cái gia đình, các con nhìn ra cái cơ hội bố mẹ đón nhận và cơ hội bố mẹ nỗ lực hàng ngày về sao ạ? Giúp đỡ người khác có sức khỏe, giúp đỡ người khác có sự nghiệp. Nên là các con rất là trân quý và nỗ lực hơn hàng ngày cùng bố mẹ, vô cùng tuyệt vời. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Hoài Hương rất là nhiều. Có lẽ rất nhiều các anh chị em muốn chia sẻ, nhưng buổi Zoom hôm nay có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây. An xin phép dừng ở đây. Và chắc chắn rồi, những quý vị mới, có ai có câu hỏi hoặc có cái cảm nhận gì, trong An xin một cái chia sẻ của người mới. Có ai ngày hôm nay lần đầu tiên được nghe cái cơ hội này không ạ? Có ai xin mời giơ tay ạ? Có ai không ạ? Anh chị em sẵn sàng đi ạ. Mạnh dạn lên, bởi vì thực sự đây nó gọi là cơ hội, đúng không ạ? Có ba thứ mà mất đi không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Nào, có ai không ạ? À vâng, xin mời bạn iPhone. Bạn chưa đổi tên, chắc là mới vào sẽ chưa ấy đúng không ạ? Xin mời bạn bật mic, mở cam và có những cái câu hỏi hoặc cảm nhận gì về buổi ngày hôm nay, xin mời ạ. Alo. Vâng, bạn iPhone, trong lúc chờ đợi bạn iPhone thì xin mời bạn chị gì ạ? Vũ Quý à? Vâng ạ. Xin mời chị. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui cho tôi được có lời chia sẻ. Tôi nói thật là tôi có rất là nhiều bệnh, nhưng mà tôi có hay bị đau đầu này. Xong là tôi cũng có một người bạn giới thiệu vào đây thì tôi hay đau đầu chóng mặt. Thế là vừa qua thì đợt Covid ấy, thế là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Thế là nhà tôi dùng sản phẩm thì cũng mới mua chai dầu ba sam thôi. Có một buổi đêm đấy thì con tôi đấy nó bị mẩy đay và tôi không biết là dùng cái gì được. Thế là tôi nhớ đến thì một chai dầu ba sam tôi đã chia cho ba nhà rồi, còn có một ít thì tôi bôi cho con tôi. Thế là tôi buồn ngủ quá, 11 giờ đêm đến sáng mai tầm 2 giờ sáng tôi tỉnh dậy thì thấy con hai bên hông đấy là nhẵn hết, không còn một nốt nào nữa. Tôi rất là vui. Sau đấy thì đến bữa cách đấy được mấy bữa thì Covid thì là mẹ tôi là hơn 80 tuổi rồi. Thế là tôi với nói là có một chị bạn ấy nhờ tôi đặt cái hộp siêu vitamin. Thế tôi bảo là chị ơi, thôi chị để lại cho em, để em bóc ra em chia cho nhà dì em với nhà mẹ em đang bị Covid. Thế là chị bảo thôi được rồi, thế là tôi bóc ra thì tôi để nhà tôi 10 gói. Thì khi hộp siêu vitamin có 30 gói, tôi chia cho mẹ tôi này 10 gói và em tôi 10 gói là tất cả. Thế là tôi để lại. Thế xong là 10 gói đấy thì tôi uống, tôi hay đau đầu và chóng mặt mà buồn nôn. Nếu mà cứ thức khoảng hơn 10 giờ là tôi đã rất là khó chịu rồi, cứ phải mua bổ não để uống đấy. Thì là rất may, thế là tôi uống mới có 9 gói thôi, tôi vẫn để dành một gói. Thế là tôi thấy từ bữa nay mà hôm nay tôi cũng đi dự sự kiện, tôi vào trong thành phố Thanh Hóa. Thế là tôi chơi ở trong đấy, xong là tôi về mà tôi đi không bị say xe này. Tôi rất mừng là tôi không bị say xe là một, và từ bữa đấy đến nay tôi không hề... Tôi học Zoom này, tôi lên Zoom suốt nhưng tôi không hề đau đầu và cũng không hề buồn nôn. Tôi rất là tin và cảm ơn chị Vũ Quý rất là nhiều. Thực sự là đã chạm đến sản phẩm thì ai cũng yêu, ai cũng năng lượng và ai cũng muốn lan tỏa, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúc chị lan tỏa nhiều hơn nữa cái giá trị sản phẩm, và chúng ta chỉ đơn giản thôi để lan tỏa cho mọi người chăm sóc sức khỏe chủ động. Có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Và tất cả những cái mà anh chị em đón nhận được, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở những buổi Zoom sau. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Còn anh chị em nào còn đang ngại
chưa có câu hỏi đến đây thì hãy quay về với người mời mình đến tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta được sao ạ? Sẵn sàng ra quyết định để đồng hành cùng Siberi để chúng ta có những cái giá trị như chúng ta mong muốn. Vâng, xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào buổi Zoom sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Ok. Xin chào tất cả anh chị em. Chúc mọi người. Xin chào. Xây dựng doanh nghiệp thì chắc chắn là con vào buổi sáng ngày mai. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người. Chào tất cả. Cảm ơn.